chương 271, cơm khô người, cơm khô hồn. Ban đêm, bên dòng suối tiểu viện, sở tiêu tiêu khuê phòng. Một nam một nữ ngồi chung tại một cái trên ghế. Nữ tử bên cạnh ngồi tại nam tử trên đùi, nam tử thì ôm nữ tử eo. Bất quá bây giờ, Hà Vân Tiêu đã hoàn toàn không có ý thức. Chính là tay còn không chịu buông ra. Sở sở tay trái dùng sức, đem tay trái của mình theo Hà Vân Tiêu tay phải trong tay rút ra. Giải phóng hai tay về sau, hai tay hợp lực, mới đem Hà Vân Tiêu ôm nàng eo tay trái lay xuống dưới nhìn xem tựa lưng vào ghế ngồi lâm vào hôn mê hà vân tiêu sở sở theo trên đùi hắn nhảy xuống rút cục đình chỉ truyền công khi đó hà vân tiêu đau đến chết đi sống lại ý thức mơ hồ như đứa bé con nhất định phải ôm sở 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 liên tiếp cự tuyệt hai lần nhưng hà vân tiêu thực tế quá phiền không cho hắn ôm hắn liền vừa khóc vừa gào còn có thể la to quả thực là phản lão hoàng đồng bản thân hắn đã là đau đến không được lại đánh hắn cũng vô dụng về sau sở sở bị hắn phiền đến không có biện pháp đành phải đi theo hắn ngồi vào trong ngực hắn, bị hắn ôm ở, dù sao lúc này Hà Vân Tiêu ý thức mơ hồ, liền làm hắn là cái người chết tốt. Lạ thường chính là, nguyên bản không ngừng giày vào Hà Vân Tiêu, ôm lấy sở sở về sau, liền yên tĩnh rất nhiều. Đã hắn an tĩnh lại, sở sở liền cũng không nói thêm cái gì, đồng dạng chuyên tâm truyền công cho hắn. Thời gian như thế trôi qua, thẳng đến Hà Vân Tiêu kinh mạch không chịu nổi gánh nặng, lâm vào hôn mê, hôm nay truyền công liền coi như coi như thôi. Sở sở theo Hà Vân Tiêu trên đùi nhảy xuống về sau, lập tức đối tiêu tiêu truyền âm sở sở tiêu tiêu bản tôn buồn ngủ hà vân tiêu đại khái sau nửa canh giờ tỉnh lại ngươi nấu nhiều cháo cho hắn tiêu tiêu sở 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 lần này truyền công chỗ hao tổn không nhỏ bản tôn đi ngủ về sau ngươi thoáng tu luyện đem tiêu hao bù lại tiêu tiêu sở 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 cuối cùng không cho phép lại giả trang bản tôn trêu đùa hà vân tiêu không phải vậy bản tôn liền đem ngươi kia mấy lần hồ nháo sự tình toàn bộ nói cho sở phàm tiêu tiêu sở sở ngủ tiêu tiêu sở sở ngươi nghe ta sở sở lo gút tiêu tiêu người đều choáng váng ngươi tiêu hao nội lực cùng hà vân tiêu ấp ấp ôm một cái còn chưa tính làm sao còn nhường bản cô nương giúp ngươi chiếu cố người tốt a à, giúp ngươi một cái cũng là không sao nhưng là ngươi tiêu hao nội lực tạo thành thâm hụt vì cái gì cũng muốn bản cô nương tu luyện thay ngươi bổ sung khá lắm sở sở cầm bản cô nương luyện ra được nội lực lấy lòng nam nhân là a à. Tiêu Tiêu càng nghĩ càng giận, nhịn không được ra chân đạp đạp Hà Vân Tiêu đùi. Hôn mê Hà Vân Tiêu hoàn toàn không có phản ứng. Gặp Hà Vân Tiêu hôn mê, bị đạp cũng không có phản ứng, Tiêu Tiêu liền không muốn lại đạp. Hôn mê Hà Vân Tiêu tựa như một khối tảng đá, đánh tảng đá có ý gì? Sở phàm mấy ngày nay đều đang bận rộn sống chảy nhà thử kiếm đại hội sự tình, mỗi ngày trở về cũng rất khuya. Tiêu Tiêu không có chuyện để làm, sở sở ngủ, Hà Vân Tiêu lại hôn mê, nàng đành phải bất đắc dĩ đi vào phòng bếp, cho Hà Vân Tiêu nấu cháo. Một lát sau, Tiêu Tiêu bưng một bát nóng hổi cháo hoa đi vào gian phòng, đặt ở Hà Vân Tiêu trong tay trên bàn. Nàng tức giận nói, "Hà Vân Tiêu, ngươi cùng sở sở lần này đều thiếu nợ bản cô nương một cái nhân tình." "Biết không?" Hà Vân Tiêu vẫn còn đang hôn mê, không có trả lời. Tiêu Tiêu cảm thấy không có tí sức lực nào, tức giận ngồi ở trên giường, chuẩn bị tu luyện. Luyện một hồi nội công, Tiêu Tiêu càng nghĩ càng giận, thế là đi xuống giường, đi vào Hà Vân Tiêu bên cạnh, hung hăng đạp hắn hai cước. Hết giận, trở về tiếp tục luyện công. Luyện một hồi, tiêu tiêu lần nữa xuống giường, đi vào Hà Vân Tiêu bên người, quan sát hắn y nguyên không có tỉnh về sau, ngồi sổng xuống, đập hắn ống quần, ý đồ xóa đi phạm tội giấu dày. Sở sở dự tính cực kỳ chuẩn, Hà Vân Tiêu thật cũng chỉ hôn mê nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, Hà Vân Tiêu liền ung dung tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh, cảm nhận được cái gì đồ vật tại hắn hai chân ở giữa lén lén lúc lúc. Xem xét. Hà Vân Tiêu. Sở. Tiêu tiêu, Tiêu Tiêu đang vuốt Hà Vân Tiêu trên quần dấu dày, chợt nghe có người bảo nàng, ngẩng đầu nhìn lên. Cùng Hà Vân Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Hà Vân Tiêu kinh nghi nói, Tiêu Tiêu, ngươi còn có loại này yêu thích. Tiêu Tiêu nghi hoặc, cái gì yêu thích? Hà Vân Tiêu, diễn tấu nhạc khí. Cái gì nhạc khí? Tiêu. Tiêu Tiêu nhớ mày, ngươi gọi ta làm gì? Hà Vân Tiêu. Hà Vân Tiêu dùng yêu mến nhãn thần nhìn xem Tiêu Tiêu, chỉ cần đầy đủ vô tri, liền có thể không nhìn hết thảy hoàng khang nhan sắc trò cười ngưỡng cửa cực cao, nó bản thân liền là nói cho lão tài xế nghe. Giống như là tử nhược lão bà nữ tử này, ngươi chính là mở xe lửa theo trên mặt nàng đè tới, nàng đều không hề hay biết. Bởi vì nàng căn bản không có những cái kia khái niệm. Đối một cái đến bây giờ đều cho rằng hôn sẽ mang thai cô nương tới nói, nhan sắc trò cười thật sự là quá vượt mức quy định. Hà Vân Tiêu khoát tay áo, ta không có bảo ngươi. Hắn hiện tại cực đói, căn bản không tâm tình cùng Tiêu Tiêu cãi cọ. Tiêu Tiêu, có ăn gì không có, Ta phải chết đói." Tiêu Tiêu đứng lên, chỉ vào trên bàn cháo, "Đây là." Hạ Vân Tiêu thấy một lần cháo, không nói hai lời bưng lên đến liền uống. "Cơm khô người, cơm khô hồn." Hạ Vân Tiêu tay nâng chén lớn, ngửa đầu liền đem cháo hướng bên trong miệng huyễn. Tiêu Tiêu ở một bên cũng thấy choáng. Nàng hôm nay đã bị Hạ Vân Tiêu hung hăng rung động qua hai lần. Lần đầu tiên là hắn tiếp nhận truyền công, lần thứ hai chính là cơm khô. Tiêu Tiêu nấu nướng, cho dù là trải qua nhiều ngày luyện tập, cũng vẫn như cũ chẳng ra sao cả chỉ thuộc về có thế ăn phạm trù, cùng ăn ngon căn bản dính không lên một chút xíu bên cạnh. Tiêu tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cơm khô người khô cơm. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hắn ăn ngon hương, cũng không nhai sao. Trực tiếp nuốt xuống. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Một chén lớn cháo, bị Hà Vân Tiêu ba, năm giây huyển đến bụng ở trong. Huyển xong sau, Hà Vân Tiêu vuốt một cái bờ môi, đem chén lớn đưa cho Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, thêm một chén nữa. Tiêu Tiêu đang khiếp sợ bên trong, tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận Hà Vân Tiêu đưa cho chén của hắn, sau đó tỉnh tỉnh mê mê đi giúp Hà Vân Tiêu xới cơm. Hà Vân Tiêu nhìn xem Tiêu Tiêu đi ra ngoài, cảm giác chỗ nào không thích hợp. Tiêu Tiêu, bị ta làm nha hoàng sai sử. Không bằng Hà Vân Tiêu đem vấn đề nghĩ minh bạch, Tiêu Tiêu bưng chén thứ hai cháu đi vào nhà bên trong. Dù cho nếm qua một bát cơm Hà Vân Tiêu, bụng y nguyên phi thường đói khác. Tiêu Tiêu vấn đề sau này hãy nói, hiện tại nhất định phải làm cơm. Không nói hai lời, ba, năm giây lại huyễn xong một bát cháo. Cầm chén đưa cho Tiêu Tiêu, Hà Vân Tiêu lại nói, Tiêu Tiêu, thêm một chén nữa. Tiêu Tiêu nhìn một chút Hà Vân Tiêu, lại nhìn một chút trong tay trống trơn như vậy bác. Hà Vân Tiêu, cái này cháo, uống rất ngon sao? Hà Vân Tiêu vỗ vỗ miệng, nói thực ra, không có nếm đến vị. Bất quá xem ở Tiêu Tiêu cũng phá lệ giúp hắn xới cơm phân thượng, Hà Vân Tiêu có qua có lại, gật đầu nói, dễ uống a, à, ai nấu, sở sở. Tiêu Tiêu tức giận chu môi, là bản cô nương á a à a à, không tệ nấu nướng tăng trưởng đạt được đối thủ một mất một còn hà vân tiêu khích lệ tiêu tiêu nhịn không được vui theo tâm tới hừ hừ liền hà vân tiêu cũng cảm thấy bản cô nương làm được không tệ bất quá tiêu tiêu mặc dù khóe miệng điên cuồng dương lên lại không có ý tứ trực tiếp biểu hiện mình cao hứng thế là kỳ quái mà nói cũng còn tốt a à, nấu cơm loại này sự tình đơn giản chỉ cần bản cô nương muốn làm đây còn không phải là tùy tiện hà vân tiêu ở một bên khó xử cười tiêu tiêu cổ này ngạo kiều kình là chuyện gì xảy ra cùng sở sở học. Chương 272, kỳ độc thu thiền. Hà Vân Tiêu theo nhân vật chính nhà sau khi rời đi, thẳng đến hầu phủ. Tiêu Tiêu căn bản không có làm mấy chén cháo, vừa đi vừa về ba bát nồi liền thấy đấy, như thế điểm cơm đủ ai ăn. Trở lại hầu phủ, thẳng đến phòng bếp. Tiến phòng bếp, Hà Vân Tiêu trực tiếp mắt trợn tròn. Toàn bộ phòng bếp sạch sẽ, lão cha Di nương sau khi ăn cơm xong, một điểm đáy nồi cũng không cho tự mình lưu lại. Bình thường đều là phần cơm, hôm nay làm sao không lưu rồi? lão trương, cho ta nấu nồi cơm, xào hai cái đồ ăn. Hà Vân Tiêu nói. Đầu bếp lão trương cực kỳ khó xử, thiếu gia, không tiện. Hà Vân Tiêu. Lão trương do do dự dự nói, thiếu gia, lão gia nói, về sau không đúng hạn về nhà người, liền không có cơm ăn. a à. Hà Vân Tiêu vỗ đầu một cái, lúc này không giống ngày xưa, từ lúc Khương Tỷ Tỷ vào ở hầu phủ, tự mình gia đình địa vị thẳng tắp hạ xuống. Người ta đến làm thuê dài hạn người hầu đều ngủ phải là đứng đắn nhà ngói, chính mình cái này đại thiếu gia lại ngủ kho củi. Liền người hầu cũng không bằng. Nhớ tới cương Tỷ Tỷ, Hà Vân Tiêu Linh cơ khẽ động. cương Tỷ Tỷ chắc chắn lưu cho ta ăn. Khương Vô Ưu ở chính là Hà Vân Tiêu trước đó ở sân nhỏ, Hà Vân Tiêu tìm lên nàng đến, đơn giản như là lấy đồ trong túi. Khương Vô Ưu ngồi tại bàn trang điểm một bên, nhìn xem trong kính mỹ nhân, tay nâng cái má sững sờ xuất thần. Hôm nay là nàng ăn thu thiền giải dược thời gian, nhưng giải dược lại một mực đặt lên bàn. Khương Vô Ưu từ xế chiều đến tối, từ đầu đến cuối không có động nó ý tứ. Nàng không cam tâm cứ như vậy bị Yến Hoàng khống chế, nhưng nhiều năm không thấy phụ mẫu đệ đệ cũng trên tay Yến Hoàng, còn có tốt muội muội Khương Thầm Nguyệt cũng trúng thu thiền chi độc. Những con tin này nhường nàng căn bản không dám vọng động. Tăng thêm Yến Hoàng chuẩn bị tiến đánh nước tề, vạn nhất Yến Hoàng đắc thủ, võ khánh hầu phủ liền có hủy diệt phong hiểm. Mà chỉ cần mình bằng lòng hành thích mạnh thanh thiển, vô luận thành công hay không, Hà Vân Tiêu một nhà tính mệnh cùng mình một nhà tính mệnh, đều có thể giữ được xuống tới, tự hồ là một đạo rất đơn giản lựa chọn. Yến Hoàng dùng trùng điệp điều kiện chỉ nói một sự kiện, chỉ cần đi ám sát Mạnh Thanh Thiển, hết thảy đều sẽ tốt. Nhưng Mạnh Thanh Thiển là cái gì tội ác tày trời người, Khương Vô Ưu xả thân đi giết, cũng liền giết. Nhưng Mạnh Thanh Thiển coi là một vị minh quân. Chí ít nàng tại bách tính cùng trong giang hồ thanh vọng cũng không tệ. Đặc biệt là nữ tính đối nàng ủng hộ trình độ, đơn giản phá trần. Thậm chí có nữ tính chủ đạo giang hồ tông môn, tự động nguyện ý thụ nàng đem ra sử dụng tiền lệ giết minh quân, nhưng nước tề náo động. Đây là trợ trụ vi ngược. Khương vô ưu minh bạch điểm này. Nhưng ở trong lòng nàng, người yêu cùng người nhà phân lượng là vô hạn nặng. Dưới vạn bất đắc dĩ, Khương vô ưu biết mình sẽ làm thế nào. Có thể Khương vô ưu vẫn là không cam tâm. Cho dù buổi chiều đáp ứng lâm an giảng, muốn đi giết mạnh thanh thiển. Có cái gì biện pháp? Kỳ thật, Khương vô ưu sớm nghĩ minh bạch. Có biện pháp. Này cục có hiểu. Nếu Mạnh Thanh Thiển có thể vô điều kiện tin tưởng mình, tự mình cũng có thể vô điều kiện tin tưởng Mạnh Thanh Thiển, như vậy nàng nhóm đại khái có thể hát vừa ra trò hay cho Yến Hoàng nghe một chút. Thậm chí lợi dụng Yến Hoàng tiến công nước Tề, Yến quân chủ lực xâm nhập nước Tề cảnh nội đương miệng. Tổ chức một đợt kỳ binh tập kích nước Yến thủ đô tỉnh Thiên Thành. Ngược lại lúc công thủ nghịch chuyển, trận chiến này nhưng lại biến thành nước Tề nhất thống thiên hạ cơ hội tốt. Nhưng là Khương Vô Ưu ở lâu đặc sứ chi vị, nắm giữ một bộ hoàn chỉnh doãn kinh mật thám mạng lưới, trên đạt triều đình thiên thính hạ đạt tử quán gánh hát cũng có mật thám phân bố nàng có thủ đoạn liên hệ đến mạnh thanh thiển nhưng mạnh thanh thiển trời sinh tính đa nghi lại thích nhất giết thích khách mật thám đối với nhường mạnh thanh thiển tin tưởng mình đồng thời hợp tác điểm này khương vô ưu không có dù là một tơ một hào nắm chắc tử cục ngoại trừ thượng sách hợp tác với mạnh thanh thiển bên ngoài khương vô ưu còn nghĩ tới một đạo trung sách này sách tức là trung sách cũng là dương mưu chính là đem việc này nói cho hà vân tiêu nhưng hà vân tiêu bảo đảm nàng Võ Khánh Hầu hoàn toàn có thể lãnh binh vắt ngang tại biên cảnh cùng Doãn Kinh Thành ở giữa, dùng cái này cảnh cáo nước Yến không cho phép đến công, vỡ nát Yến quân xuôi nam kế hoạch. Nhưng cái này một sách có hai cái trí mạng thiếu hụt. Cái thứ nhất chính là thu thiền khó giải. Một khi nói cho Hà Vân Tiêu, Võ Khánh Hầu lãnh binh phòng ngự Yến quân, chẳng khác nào công khai nói cho chính Yến Hoàng cùng nước tề thông đồng. Như thế liền lấy không được Yến Hoàng giải dược, tự mình một nhà, tất cả đều muốn chết. Cái thứ hai chính là Hà Vân Tiêu thái độ. Khương vô ưu phi thường không xác định, thân là võ khánh hầu con trai trưởng hà vân tiêu đối một vị yến hoàng đặc sứ là thái độ gì tốt hỏng cũng có thể nếu là xấu nhất thái độ khương vô ưu nghĩ nghĩ cùng hắn nhường hà vân tiêu đối với mình vì yêu sinh hận còn không bằng mình bây giờ liền tự vẫn chứng minh đối với hắn tâm ý đồng thời vỡ nát yến hoàng ám sát mạnh thanh thiển kế hoạch trung sách mặc dù sử dụng bắt đầu dễ dàng nhưng lại là thực sự thắng thảm chết một người nhà bảo đảm người trong thiên hạ có thế bảo đảm nhưng không bảo vệ được quá lâu kiến hoàng là mật thám mạng lưới đều muốn hai phần người hắn muốn ám sát mạnh thanh thiển tuyệt không có khả năng chỉ có tự mình một chiêu này khương vô ưu càng nghĩ càng là ủ rũ nếu là không có gặp phải hà vân tiêu không có vào ở hầu phủ chết cũng liền chết rồi thế nhưng là vì cái gì muốn để ta gặp phải bọn hắn về sau lại tỷ tỷ ngoài phòng truyền đến hà vân tiêu thanh âm tỷ tỷ ngươi có ăn gì không có nghe thấy hà vân tiêu tới khương vô ưu cưỡng ép giữ vững tinh thần Mặc dù Khương Tỷ Tỷ tiến vào hầu phủ, nhưng Hà Vân Tiêu lại không chút nào khách khí. Đến tự mình mẹ tử phòng ở giữa, đâu còn có gõ cửa đạo lý. Hà Vân Tiêu vừa vào cửa, liền hướng Khương Vô Ưu phàn nàng nói, lão cha cũng không cho ta phần cơm, tỷ tỷ ngươi cái này có ăn gì không có, đói chết ta. Có, tại trên lò ấm ra đây, ta đi gọi người mang tới. Hà Vân Tiêu trở tay giữ chặt Khương Vô Ưu tay, nói với nàng, tỷ tỷ, cơm nhường nha hoàng nàng nhóm cầm liền tốt, ngươi còn có việc khác cần hoàn thành. Cái. Ngô. Một lát sau, Hà Vân Tiêu liếm môi một cái, thúc giục Khương Vô Ưu nói, "Tỷ tỷ mau gọi nha hoàng đi lấy cơm." Bình thường thời điểm, bị thu lợi tức Khương tỷ tỷ, không nói giống Nam Châu như thế xấu hổ không thể gặp người, nhưng nói như thế nào cũng sẽ đỏ mặt. Nhưng bây giờ, Hà Vân Tiêu nhìn xem trong ngực sự tình trọng trọng mỹ nhân, không chút nào gặp nàng trên mặt có cái gì thẹn thùng tư thái. "Tỷ tỷ." "A, à, tốt, ta cái này đi." Khương Vô Ưu ra ngoài gọi nha hoàng lấy cơm, sau đó liền rất mau trở lại tới. Hà Vân Tiêu bắt lấy trước khi ăn cơm đứng không, lại thu một lần lợi tức. Khương Tỷ Tỷ hôm nay rất kỳ quái. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Hà Vân Tiêu không biết rõ phải hình dung như thế nào. Hôm nay Khương Tỷ Tỷ giống như đối cái gì cũng có điểm coi nhẹ ý vị. Hà Vân Tiêu thậm chí cảm thấy đến, dù là hắn hiện tại đưa ra lập tức thu hồi tiền vốn, Khương Tỷ Tỷ đoán chừng đều sẽ đồng ý. Cái này rất không thích hợp. Không lo, thế nào? Có tâm sự. Hà Vân Tiêu rất hiếm thấy, dùng dỗ tiểu cô nương ngữ khí dỗ hắn Khương Tỷ Tỷ. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Mệt mỏi. Hà Vân Tiêu bán tính bán nghi. Mệt mỏi, nhưng thật ra là dễ làm nhất. Có tử nhược lão bà trung cực bản họa phúc tương y, nữ chính nhóm căn bản sẽ không mệt mỏi. Chen vào pin dự phòng, chơi một đêm hai người trò chơi cũng không có vấn đề gì. Hà Vân Tiêu cúi đầu xuống, tìm tới Khương Tỷ Tỷ đôi môi đỏ thắm, cậy mở nàng hàm răng. Trung cực bản họa phúc tương y khởi động lựa chọn thể lực truyền chờ một cái tại hỏa phúc tương y kỹ năng bản bên trong hà vân tiêu tại thể lực tinh thần lực nội lực các loại thông thường truyền thâu tuyển hạng bên trong thình lình phát hiện một cái khác loại truyền thâu tuyển hạng độc tính độc tính trước đó làm sao không nhìn thấy hà vân tiêu phát hiện cái này độc tính truyền thâu điểm khởi đầu tại khương tỷ tỷ bên kia ấn mở xem xét cái gặp độc tính một cuộc bên trong viết kỳ độc thu thiền khương tỷ tỷ trúng độc nhưng xem khương tỷ tỷ cái này sắc mặt cũng không giống a mặc dù là có tâm sự không quá vui vẻ thế nhưng là tỷ tỷ sắc mặt hồng nhuận khỏe mạnh căn bản không giống trúng độc bộ dáng hà vân tiêu lại xác nhận một lần xác thực chỉ có khương tỷ tỷ bên kia truyền thâu bản trên viết có độc tính phía bên mình bản trên liền không có viết tự mình rõ ràng nếm qua vệ hồn hoàng làm sao có thể không trúng độc đâu hà vân tiêu cũng không nghĩ nhiều mở ra truyền thâu thể lực đồng thời lại đem khương tỷ tỷ bên kia kỳ độc thu thiền lấy tới một bộ phận bất quá bị giới hạn truyền thâu tốc độ, Hà Vân Tiêu chỉ lấy một phần ba. Hà Vân Tiêu có khương tỷ tỷ cho chung cực bản độc kháng tăng lên, đồng dạng nhỏ độc tăng vốn không hư. Dù sao lát nữa còn muốn đi Nam Châu lão bà nơi đó, vừa vặn thuận tiện nhường nàng nhìn xem cái này kỳ độc, thu thiền là chuyện gì xảy ra. Chương 273, Bắc Yên Lý Thị Ban đêm, Lân Huyên Cung Lân Huyên Cung hiệu thuốc bên trong, Mạnh Thanh Nhu ngay tại cho Hà Vân Tiêu xem mạch. Hà Vân Tiêu Hà Vân Tiêu gặp Nam Châu lão bà mặt lộ vẻ khó xử, cho là nàng phát hiện thu thiền, nhân tiện nói, như thế nào? Trong cơ thể ngươi vệ hồn hoàng độc tính, làm sao không giảm trái lại còn tăng rồi? Ngươi lại ăn một khỏa. a, à. Hà Vân Tiêu bị Nam Châu lão bà giật nảy mình. Không giảm trái lại còn tăng. Chuyện ra sao? Càng chậm càng nghiêm trọng hơn. Bất quá trước có chung cực bản độc kháng tăng lên, bên trong có giải dược bách cổ hộ tâm đan, sau có Nam Châu lão bà y thuật, Hà Vân Tiêu căn bản không hoảng hốt, thậm chí mở lên trò đùa, ăn, đường đậu, rất ngọt. Mạnh Thanh Nhu căn bản không tin, vệ hồn hoàng cái này đồ vật sớm mất. Hiện tại cái này một khỏa cũng không biết rõ hắn từ nơi nào ăn, chớ nói chi là lại ăn một khỏa. Nàng trầm tư một lát, rõ ràng ngày hôm qua còn không có hôm nay dạng này phát triển. Ngươi có phải hay không ăn đại cái gì đồ vật, tỉ như kỳ kỳ quái quái cây nấm, nhân sâm các loại. Hà Vân Tiêu nhớ tới cho lúc trước Khương Tỷ Tỷ truyền thể lực thời điểm, hỏa phúc tương y kỹ năng bản bên trên, rõ ràng có thể biểu hiện thu thiền độc tính, lại không biểu hiện vệ hồn hoàng độc tính thêm nữa hiện tại nam châu lão bà còn nói không thể ăn kỳ quái dược tài chẳng lẽ vệ hồn hoàng căn bản không phải độc dược nhu nhi vệ hồn hoàng đến cùng là cái gì mạnh thanh nhu nghĩ nghĩ không quá xác định nói một loại ân còn sống dược vật nó tựa như một khỏa hạt giống nếu như ngươi cho nó tưới nước nó liền sẽ lớn lên trái lại nếu như không cho nó tưới nước nó liền sẽ dần dần tàn lụi cuối cùng chết mất hà vân tiêu lúc trước còn không cảm thấy hiện tại nghe nam châu lão bà kiểu nói này, đột nhiên cảm giác cái này vệ hồn hoàng thật là dọa người A, à, nó không phải độc dược sao? Cái này muốn nhìn ngươi tính thế nào? Vệ hồn hoàng xác thực sẽ đem người giết chết, nhưng nó cũng sẽ tại thời gian ngắn bên trong để cho người ta khỏe mạnh hơn. Tỷ như ngươi, cả ngày nhảy nhót tưng bừng, dương. Tinh lực phi thường dư giả, tất cả đều là bái nó ban tặng. Một không xem chừng lần nữa nâng lên dương khí, mạnh thanh nhu khuôn mặt nhỏ không khách khí chút nào trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng lúc này căn bản không dám nhìn Hà Vân Tiêu, tay nhỏ không chỗ sắp đặt mắt to bối rối nhìn xem nơi khác tóm tóm lại ngươi không cần lo lắng vệ hồn hoàng dược lực cái mạnh một chút xíu nam châu sẽ điều chỉnh phương thuốc vệ hồn hoàng vấn đề hà vân tiêu ngược lại là không lo lắng hắn tương đối lo lắng khương tỷ tỷ thể nội thu thiền nhu nhi ngươi có hay không phát giác được trong cơ thể ta có một loại độc dược khác mạnh thanh nhu nghi ngờ sờ lên hà vân tiêu mạch đập cẩn thận cảm giác một một lát không có hà vân tiêu lần này xem như kiến thức đến thu thiền lợi hại liền nam châu lão bà cũng không phát hiện được khi đúng là rất muốn mạng đồ vật phải biết nam châu lão bà y thuật thế nhưng là bị ngụy thái y tán thưởng qua liền Phệ hồn đan đều có thể cởi ra tuyệt thế y thuật cụ cụ nhu nhi ngươi nghe qua thu thiền sao mạnh thanh nhu vừa nghe đến thu thiền hai chữ biểu lộ lập tức ngưng trọng lên ngươi bên trong thu thiền ta có một cái bằng hữu hà vân tiêu mắt nhìn xem nam châu lão bà tiến vào nghiêm túc hình thức dùng không chút nào nói đùa mệnh lệnh ngữ khí nói ngươi cùng ta tới nhà. Mạnh Thanh Nhu đi đến một cái giá thuốc bên cạnh, tìm ra một mảnh khô cằn lá cây đưa cho Hà Vân Tiêu. Ăn nó đi, sau đó chạy một chuyến, đem nhịp tim đập chạy mau một chút. Hà Vân Tiêu tiếp nhận lá cây, ngậm tại trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, Nhu Nhi, ta là võ giả, để cho ta đem nhịp tim đập chạy nhanh, chỉ sợ đến chạy rất thời gian dài. Mạnh Thanh Nhu nói, vậy ta giúp ngươi xứng liều thuốc thuốc. Hà Vân Tiêu cười nói, không cần phiền toái như vậy. Nói, liền tiến lên một bước, giang hai tay ra, đem nhỏ nhắn yếu đuối nam châu lão bà ôm vào trong ngực nhu nhi để cho ta ôm một cái liền tốt mạnh thanh nhu đầu tựa ở hà vân tiêu ngực nàng có thể rõ ràng nghe được hà vân tiêu trái tim tại dần dần biến nhanh mạnh mẽ đanh thép trái tim không ngừng nhảy đông 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 giống như là càng lúc càng nhanh trống trận thân thể hai người áp sát vào cùng một chỗ hà vân tiêu khí tức tràn ngập tại mạnh thanh nhu một hít một thở ở trong cốc thoải mái mạnh thanh nhu thối lui ra khỏi nghiêm túc trạng thái khuôn mặt hồng hồng thân thể mềm mềm bỗng nhiên nàng cảm giác Hà Vân Tiêu trên người có cái gì đồ vật chống đỡ bụng của mình. Hà Vân Tiêu. Ừm. Tay của ngươi có thể hay không thành thật một chút, khác đâm bụng. Hà Vân Tiêu xấu hổ dị thường. Bất quá, hóa giải xấu hổ phương thức tốt nhất là nhiều người khác lúng túng hơn. Nhu Nhi, kia là Dương Khí. Nghe được Dương Khí, Mạnh Thanh Nhu gương mặt xinh đẹp lập tức biến thành đỏ bừng, nàng ráng chống đỡ lấy ngụy biện nói, không có khả năng, Nam Châu nhìn qua y thư, người khác ức hiếp Nam Châu cái gì cũng đều không hiểu lại là một cái đàm binh trên giấy hà vân tiêu dẫn dụ cười nói không tin ngươi sờ sờ mạnh thanh nhu đỏ mặt nói sờ liền sờ đưa tay cứng đờ mạnh thanh nhu lúc đầu liền có một đôi cực kỳ xinh đẹp linh động mắt to lúc này bởi vì không có gì sánh kịp chấn kinh mở lớn hơn nhưng hà vân tiêu đành phải ý một giây đồng hồ sau đó nhu nhi điểm nhẹ buông tay sai sai ta sai rồi thật sai cũng không dám nữa thừa dịp Hà Vân Tiêu nhịp tim còn nhanh hơn, Mạnh Thanh Nhu đỏ mặt, vội vàng dùng nhỏ đao nhọn mở ra đầu ngón tay của hắn, lấy ra một giọt máu, nhỏ dọc một cái đặc chất hộp gỗ ở trong. Trong hộp gỗ chứa một chút tiểu trùng, những này tiểu trùng gặp Hà Vân Tiêu huyết dịch như gặp xà hạt, tứ tán chạy trốn, tránh không kịp. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Mạnh Thanh Nhu gặp đây, đỏ lên gương mặt hơi phai màu, đưa lưng về phía Hà Vân Tiêu cùng hắn nói ra, trong cơ thể ngươi xác thực có thu thiền chi độc, Hà Vân Tiêu đối Mạnh Thanh Nhu bóng lưng nói, có thể giải sao? Mạnh Thanh Nhu gật đầu, lại lắc đầu, có thế, cũng không thể. Loại độc này bình thường thời điểm sẽ giấu ở trong thân thể, mỗi tháng hiển hiện một lần. Xuất hiện thời gian rất ngắn, độc tính rất mạnh, muốn mở ra nó, chỉ có thừa dịp kia rất ngắn một đoạn thời gian. Thời gian quá ngắn, rất dễ dàng thất bại. Nhưng là, loại độc này tuy khó hiểu, lại có thể làm ra thuốc mồi, nhưng độc này vẫn giấu kín xuống dưới, như thế liền cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Hà Vân Tiêu vội vàng đi đến Mạnh Thanh Nhu trước mặt. Nhu Nhi có thể làm sao? Mạnh Thanh Nhu gặp Hà Vân Tiêu tới, lập tức chuyển qua nửa vòng, tiếp tục đưa lưng về phía hắn. Có thể. Hà Vân Tiêu lại đi đến nhìn nàng, khi Nhu Nhi làm hai phần. Mạnh Thanh Nhu lại quay người, tiếp tục đưa lưng về phía Hà Vân Tiêu nói, còn có người khác cũng trúng cái này độc sao? Có trước đó đối Khương Tỷ Tỷ thân thế làm nền, Hà Vân Tiêu không có ý định mập mờ, nói thẳng, Khương vô ưu. Mạnh Thanh Nhu nghe được Khương vô ưu danh tự về sau, rốt cục xoay người lại nhìn xem Hà Vân Tiêu. Chất độc trên người của người là ở đâu ra? Từ trên người nàng cầm. Mạnh Thanh Du không có hỏi Hà Vân Tiêu là thế nào cầm, cái hỏi, kia trên người nàng độc đâu? Hà Vân Tiêu lòng có suy đoán, Khương Tỷ Tỷ trên thân chi độc, khả năng cùng Yến Hoàng có quan hệ, nhưng hắn không có chứng cứ, cũng không xác định. Huống chi, Khương Tỷ Tỷ mật thám thân phận không thể bại lộ. Hà Vân Tiêu vì vậy nói, ta đây không quá rõ ràng. Mạnh Thanh Du nghiêm túc nói, thu thiền là bắt yên lý thị sở trường trò hay. Cương cô nương hơn phân nữa là bị nước yến người hạ độc. Chương 274, Nam Châu túi thơm làm xong. Bắc Yên Lý Thị Nước Tề có một cái gian Nam Lý Thị, nước Yến cũng có một cái Lý Thị. Hà Vân Tiêu vô ý thức hồi tưởng nguyên chủ ký ức. Tại nguyên chủ cực kỳ trí nhớ mơ hồ bên trong, tìm thấy được có quan hệ nước Yến, cùng thế hệ này Yến Hoàng tin tức. Thế hệ này Yến Hoàng, có vẻ như chính là xuất từ nước Yến họ Lý Thị tộc. Nói cách khác, thế hệ này Yến Hoàng, họ Lý. Cụ thể danh tự, thì không rõ ràng. Nước Yến cùng nước Tề hoàng tộc chế độ khác biệt. Nước Tề là mạnh thị Giang Sơn, đời đời truyền lại, nước Yến thì là ba họ cộng trị, một tính là Yến Hoàng, khác hai tính Hiến về sau, ba họ đồng trị nước Yến. Đến đời sau, thì nhất định phải đổi tính tới làm, khác hai tính đồng dạng muốn Hiến sau. Nhiều năm thông hôn xuống tới, nước Yến ba họ, Lý, Khương, Nhậm, ba họ thật là một thể. Chờ một hồi. Chờ một chút. Chờ một chút. Nguyên chủ vốn là hoàng khố, đối nước tề triều cục cũng không chú ý, chớ nói chi là nước yến. Lẽ tẻ biết rõ một điểm nước yến tin tức, tất cả đều bị đặt ở ký ức sừng thú xó mọi ngóc ngách bên trong, bình thường lúc Hà Vân Tiêu căn bản là không có chú ý. Bây giờ bị Nam Châu lão bà một nhắc nhở, Hà Vân Tiêu một hồi ức, mới phát hiện đại sự không ổn. Lý tính còn chưa tính, làm sao còn có khương tính A. Theo đồng dạng tiểu thuyết nước tiểu tính, ta nữ chính khương tỷ tỷ sẽ không còn có yến hậu loại này thiết lập đi. Mặc dù Khương Tỷ Tỷ là bình dân nhà đứa bé, nhưng không thể bảo đảm cha nàng là thật bình dân a vạn nhất là cái gì Khương gia thiếu chủ ẩn nút 30 năm phát hiện nữ nhi ở ổ chó mai kia khải hoàng hồi triều thiết lập đâu hà vân tiêu càng nghĩ càng kinh hãi Khương tỷ tỷ là nữ chính cấp tư sắc cha mẹ nàng khẳng định cũng là thiên tiên hạ phàm cái này mẹ nó ổn thỏa nghèo túng hoàng tộc đệ tử mô bản tào thật có thể là yến hậu có người cùng ta đoạt nữ chính yến hoàng đúng không liền ngươi gọi yến hoàng a Ngươi nếu là dám đánh ta khương tỷ tỷ chủ ý, lão tử không phải mang binh đánh tới nước Yến, làm chết ngươi. Dứt bỏ khương tính, Hà Vân Tiêu cảm thấy, họ lý là nước Yến hoàng tộc thiết lập bản thân tựu rất kỳ quái. Bởi vì nước Tề bên này, chính là có một nửa lý gia huyết mạch mạnh thanh thiển tại chấp chính. Nếu là Yến hoàng cũng họ lý, vậy cái này thiên hạ chẳng phải vào hết họ lý một nhà trong tay. Bây giờ vạn hạnh chính là mạnh thanh thiển là thân nữ nhi, mà lại tính mạnh không tính lý. Mà lại tiểu Tề hoàng vẫn còn không về phần đem Giang Sơn chắp tay đưa cho Giang Nam Lý thị. Hà Vân Tiêu còn nhớ rõ, quyển sách tác giả lời thề song sắc phổ mông cam đoan là đơn nữ chính, ngay lúc đó các độc giả nhao nhao không tin, còn muốn tác giả báo địa chỉ đi tìm hắn chơi. Hà Vân Tiêu ngay từ đầu cũng không tin, thẳng đến xuyên qua trong sách, quả nhiên bạo sở tiêu tiêu khối này đại lôi. Bây giờ sách này bên trong lại cứ vậy mà làm vừa ra tề yến đôi lý, cái này cho tác giả hẳn là tại giấu cái gì phục bút. Nhu Nhi, Giang Nam họ Lý, cùng Bắc Yên họ Lý có quan hệ gì? Mạnh Thanh Du lắc đầu, không sao, hai nhà cực kỳ lâu trước đó liền phân gia. Hà Vân Tiêu ngẫm lại cũng thế, như thật có quan hệ, Thái Hậu căn bản gã không đến Hoàng Cung tới. Ước chừng thật chỉ là trùng hợp đi. Nhu Nhi, ngày mai ngươi theo ta xuất cung, đi Hậu phủ nhìn xem Khương vô ưu bệnh thế nào. Mạnh Thanh Nhu do dự nói, có thể, bất quá, ngày mai buổi chiều, tỷ tỷ muốn đi qua. Mạnh Thanh Thiển, nàng tìm đến Nam Châu làm gì? Hà Vân Tiêu nói, vậy chúng ta liền lên buổi trưa đi qua trước kia ta đến đón ngươi, về sau đi hầu phủ xem hết bệnh, nhóm chúng ta lại đi đi dạo phố, mua chút quần áo, giày, gốm sứ tiểu động vật cái gì. Mạnh Thanh Nhu nghe được gốm sứ tiểu động vật, con mắt lập tức sáng lóng lánh. Lần trước dạo phố mua đồ vật, hiện tại còn xếp tại trên giá sách đâu. Tiểu bàn chó, ếch xanh nhỏ, con cừu nhỏ. Bày đằng đẳng một loạt. Mạnh Thanh Nhu tựa như nhớ tới cái gì, nhưng tiện nói, Hà Vân Tiêu, Nam Châu lập tức giúp ngươi phối dược. Hà Vân Tiêu nhắc nhở, còn có áp chế thu thiền giải dược. Mạnh Thanh Nhu nói, thu thiền giải dược, cần ngày mai đi mua nhiều dược tài mới có thể xứng. Bất quá, Nam Châu còn không có giúp Khương cô nương nhìn qua bệnh, cần trước xem bệnh, lại phối dược. Hà Vân tiêu điểm một cái, nói, được. Dù sao thu thiền lúc cần phải cách một tháng mới có thể phát tác, không vội cái này nhất thời. Mạnh Thanh Nhu bắt đầu ở lân huyên cung hiệu thuốc bận rộn. Chủ yếu đang bận việc, cho Hà Vân Tiêu uống bản mới vệ hồn hoàng giải dược. Hà Vân Tiêu nhìn xem Nam Châu lão bà nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại lớn như vậy hiệu thuốc chạy vừa đến chạy tới, không khỏi xung phong nhận việc nói, Nhu Nhi, ngươi cần gì dược tài, ta cũng có thể giúp ngươi cầm. Chỉ Lan Hoa. Hà Vân Tiêu gãi gãi đầu. Chỉ Lan Hoa hình dạng thế nào? Màu tím, nhụy hoa là màu trắng. Nó đặt ở đây a. À? Ở bên tay phải của ngươi, cái thứ ba giá đỡ, hàng thứ năm, theo trái hướng phải số cái thứ tư trong hộp. Nhà, hà vân tiêu lưu loát đem chỉ lan hoa cho ngay tại mài thuốc buộc mạnh thanh nhu đưa đi mạnh thanh nhu thấy một lần hà vân tiêu trên tay đồ vật bất đắc dĩ nói hà công tử đây là mạc dương hoa hà vân tiêu sợ ngay người tự mình cái này đều có thể cầm nhầm cốc toán mạnh thanh nhu thở dài nói chính nam châu cầm đi hà vân tiêu bị đã kích đến lập tức lần nữa xung phong nhận việc ta giúp ngươi mài thuốc mạnh thanh nhu gật gật đầu mài thuốc cũng không thể tái xuất không may a à. thế là mạnh thanh nhu đứng dậy đi tìm thuốc Hà Vân Tiêu phụ trách mài thuốc. Không thể không nói, Hà Vân Tiêu thân là võ giả, làm loại này thô thiển làm việc, xác thực có tự nhiên ưu thế. Hắn lần này mài đến là lại nhanh lại tốt. Dược tài đều bị mài thành cực nhỏ thuốc bột. Mạnh Thanh Nhu cầm mới dược tài trở về, hỏi Hà Vân Tiêu nói, vừa rồi khô long thảo, ngươi để chỗ nào rồi? Hà Vân Tiêu nhìn xem trước mặt mấy đống thuốc bột, mờ mịt nói ra, cái gì khóc lung thảo. Lại về sau, lấy giúp người làm niềm vui Hà Vân Tiêu, liền bị hắn Nam Châu lão bà mời đến một bên ghế đậu ngồi. Mạnh Thanh Nhu lần này học thông minh, hơi phức tạp một điểm đều là tự mình đến, Hà Vân Tiêu một mực nhóm lửa nấu thuốc. Dày vào nửa ngày, bị Nam Châu lão bà ghét bỏ qua hai lần về sau, Hà Vân Tiêu rốt cuộc uống bản mới vệ hồn hoàng giải dược. Uống xong thuốc, Hà Vân Tiêu thấy sắc trời còn sớm, liền muốn dò xét thăm dò Nam Châu lão bà ranh giới cuối cùng. Không phải, thăm dò thăm dò khúc mắt. Hai người tại theo hiệu thuốc đi phòng ngủ trên đường. Nhu Nhi. Hà Vân Tiêu rất tự nhiên kéo qua Mạnh Thanh Nhu tay, đem nàng hướng phía bên mình kéo sau đó chỉ vào trên trời trong sáng mặt trăng nói nhu nhi ngươi xem ánh trăng thật đẹp mạnh thanh nhu đương nhiên sẽ không minh bạch hiện đại văn nghệ thanh niên ý tứ nàng nói từng công tử thừa dịp ánh trăng tốt có thế trông thấy đường mau mau về nhà đi hà vân tiêu nam châu lão bà muốn đuổi tự mình đi liền không đi hà vân tiêu làm bộ nghe không hiểu lôi kéo mạnh thanh nhu tại ban đêm lân huyên cung bên trong thắp nơi đi dạo lân huyên cung cung điện lớn người cực ít tại u tỉnh ban đêm đi dạo lên nó đến giống như một chỗ rừng sâu, không coi ai ra gì, có thể thỏa thích hưởng thụ thế giới hai người. Hà Vân Tiêu chỉ vào cách đó không xa một gốc bồn cây cảnh, nói, nhu nhi ngươi xem, là tuyết lỏng. Mạnh Thanh Nhu gật đầu, từng. Truyền thuyết Bắc Địa vừa đến mùa đông, lạnh sương quải mãn chi đầu, liếc nhìn lại, đầy khắp núi đồi tuyết lỏng. Công tử, thiên muộn ngưng sương, ngươi mau mau về nhà đi. Hà Vân Tiêu. Lúc này có chim bay qua. Nhu nhi, ngươi xem, là chim nhỏ. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Từng. Đã trễ thế như vậy, nó nhất định là đi về nhà. Hà Vân Tiêu. Nam Châu lão bà vì cái gì điên cuồng ám chỉ để cho ta về nhà a? À? Nhu Nhi, ngươi già là thúc ta về nhà làm gì? Mạnh Thanh nhu nhăn nhăn nhó nhó không muốn trả lời. Nhu Nhi, ta thế nhưng là chưa từng lừa gạt ngươi. Nam Châu nói, không cho ngươi không vui. Từng. Nam Châu lần trước gặp tỷ 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 liền sắc mặt không tốt nên là ban đêm ngủ không an ổn đưa đến cho nên nam châu liền định làm yên giấc túi thơm đưa cho tỷ tỷ hà vân tiêu gật gật đầu làm túi thơm chuyện này hắn biết rõ mạnh thanh nhu nói tiếp đi tỷ tỷ ngày mai đến nhưng túi thơm còn thiếu một chút làm tốt nam châu nghĩ đêm nay đuổi công đem muốn đưa tỷ tỷ túi thơm làm tốt hà vân tiêu mạnh thanh nhu ngươi lại muốn mắt châm lại muốn thức đêm đúng không ngươi đổ máu có thế ngừng lại rồi hay là thân thể biến rất khá mạnh thanh nhu bị hà vân tiêu giáo huấn không dám ngẩng đầu ngươi nói không tức giận mạnh miệng nam châu sai nhìn xem hiện tại nhận lầm nhận đến cực kỳ thuần thục nam châu lão bà hà vân tiêu nhịn không được cười lên lần sau đâu hà vân tiêu hỏi nàng không đáp lần sau còn dám hà vân tiêu bất đắc dĩ hắn kỳ thật cũng nghĩ nam châu lão bà ngủ sớm một chút thế là sờ đầu một cái nói ta đi ngươi làm xong đi ngủ sớm một chút ừm ngươi đi nhanh đi. Ừm. Ha ha, chậm một chút a, à, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Chương 275, vị thứ loạn. Khương tỷ tỷ tâm sự nặng nề, Hà Vân Tiêu liền cũng không có nửa đêm chui vào tâm tư, thành thành thật thật tại kho củi luyện một đêm công, hôm sau trời vừa sáng, mau ăn điểm tâm, đi trước đưa đổ muội muội lên lớp, lại đi hoàng cung đón Nam Châu ra cho Khương tỷ tỷ xem bệnh. Có ngày hôm qua tại sở sở kia truyền công, kết quả trực tiếp té xỉu vết xe đổ, Hà Vân Tiêu đã trước đó dặn dò Mã Đức Khoái, nếu như mình không kịp, hắn đến giờ liền đi đưa đón đổ muội muội. Mã Đức Khoái mặc dù võ công thấp, cơ bản tương đương không có, nhưng hắn kỹ thuật lái xe Hà Vân Tiêu là cực kỳ yên tâm. Trân trượt đến cùng cá chạch, đồng dạng võ giả căn bản bắt không được hắn. Trừ phi am hiểu kinh công cửu phẩm hoặc là tông sư cảnh võ giả mới được. Một mình ngồi tại xe ngựa bên trong, Hà Vân Tiêu thừa dịp cái này đi hoàng cung đi đường thời gian, không ngừng vận công luyện tập khống chế nội lực. Hôm qua bị sở sở truyền công, là thật thảm, có thể thu hoạch đồng thời phi thường phong phú. Hà Vân Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân nội lực có thêm một mảng lớn, đồng thời, liền liên thể phách cũng có tăng lên. Lực khí càng lớn, phản ứng càng nhanh, thân thủ càng thêm nhanh nhẹn, thân thể tính cân đối cũng so trước đó càng tốt hơn. Hà Vân Tiêu thậm chí có một loại ảo giác, chiếu như thế bị sở sở truyền công xuống dưới, không ra một tháng, liền có thể đến tông sư cảnh giới. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Sở sở đều nói muốn một năm, tự mình cái này nát như thiên phú, làm sao có thể chỉ dùng một tháng đoán chừng một tháng sau mới là cửu phẩm tiền kỳ đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, hai tháng sau mới là cửu phẩm trung kỳ đỉnh phong đại viên mãn nửa bước cửu phẩm hậu kỳ cảnh giới. Xe ngựa dừng ở ngoài hoàng cung, Hà Vân Tiêu đi Lân Huyên cung đón Nam Châu lão bà. Bởi vì Lân Huyên cung sửa họ vì nguyên nhân, rất thuận lợi liền nhận được. Xuất cung trên đường, Mạnh Thanh Du bị Hà Vân Tiêu lôi kéo tay, hơi hít mắt lại, không ngừng ngáp. Vây lại. Hà Vân Tiêu cười nói. Từng. Không, không buồn ngủ. Mạnh Thanh Nhu ý đồ che giấu tự mình thức đêm sự thật. Không khốn. Nhu Nhi một hồi ngồi xe ngựa, không cho phép đi ngủ. Ừm. Trên xe ngựa, Mạnh Thanh Nhu không khách khí chút nào tự ở Hà Vân Tiêu trên vai ngủ thiếp đi. Chính nhìn xem trên vai Nam Châu lão bà, Hà Vân Tiêu không thể thế nhưng. Cái này tiểu ni tử hiện tại đã học thông minh. Lúc trước là chịu dạy bảo, không dám, thăm dò, cả gan làm loạn. Hiện tại là chịu dạy bảo sai, nhưng còn dám, bằng lòng, nhưng không thay đổi. Cảm giác muốn bị đánh, liền bán manh giả bộ đáng thương, mỗi lần bị sủng ái, liền lập tức vô pháp vô thiên. May mắn nam châu lão bà là xả sợ, ở nhà trị không được nàng, chỉ cần mang ra đi đến trên đường, nàng chính là rất ngoan nghe lời nhất. Sự thật cũng là như thế. Là hai khách đồng hồ về sau, Hà Vân Tiêu dẫn nàng đi vào võ khánh hầu phủ thời điểm, nam châu lão bà ngoan vô cùng. Dựa theo sáu lộ cũ, Hà Vân Tiêu trước mang nam châu lão bà đi hầu phủ biệt viện, đem nàng xuất cung mặt cung nữ phục thay đổi về sau sẽ giúp sẽ không mặc quần áo nam châu mặc vào thế gia tiểu thư nhóm quen sẽ mặc phục sức. Đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp, lại dắt nàng đi vào hậu phủ. Mạnh Thanh Du xuất cung đến nay, cái đi dạo qua bắc hướng thương nghiệp đường phố, đến qua thịt nướng, cái khác địa phương đối với nàng mà nói vẫn là không gì sánh được lạ lẫm. Tại đi vào hậu phủ thời điểm, nàng toàn bộ hành trình cũng cùng Hà Vân Tiêu 10 ngón đang xen, đồng thời tỉnh cả ngủ áp sát vào Hà Vân Tiêu bên cạnh. Hà Vân Tiêu đi một bước, nàng liền theo đi một bước, Hà Vân Tiêu lui lại một bước, nàng liền lập tức đi theo lui lại một bước nhu nhi ừm nhu nhi tại ngươi nếu là đêm qua cũng như thế nghe lời liền tốt mạnh thanh nhu kề sát tại hà vân tiêu bên cạnh thân ngẩng đầu lên nháy mắt to một bộ biết sai liền đổi đáng thương bé ngoan bộ dáng nàng nói vân tiêu ca ca nhu nhi biết rõ sai ngươi đừng nóng giận tha thứ nhu nhi có được hay không nữ chính quan hoàng khó mà cự tuyệt phát động hà vân tiêu vốn là không có trách nàng ý tứ hiện tại tức thì bị vì cái gì không tha thứ nàng tự trách tràn ngập tâm linh. Ô ô ô, Nam Châu lão bà quá đáng yêu. Tại nữ chính quan hoàng ảnh hưởng dưới, cự tuyệt Nam Châu lão bà thỉnh cầu là một cái cần dũng khí sự tình. Hà Vân Tiêu có dũng khí, nhưng hắn không cần. Một cái chân chính sắc phê, đánh trong trò chơi nữ anh hùng mị hoặc kỹ năng lúc, cũng sẽ không theo tình hóa. Nữ quỷ ép giường đều phải nhường nàng biến thành hai người trở về. Tha thứ ngươi. Hà Vân Tiêu nói. Đúng rồi. Hà Vân Tiêu nhớ tới một sự kiện, nơi này là hầu phủ, di nương Trương Tĩnh Nhàn là biểu muội Trương Linh Nhu thân cô cô, Nam Châu lại giả dùng Trương Linh Nhu thân phận, rất dễ dàng bại lộ. Mà lại cũng không thể bài trừ di nương đã từng thấy qua Nam Châu, đem Nam Châu cho nhận ra tình huống xuất hiện. Nhu Nhi gặp qua gì ta mẹ sao? Mạnh Thanh Thiển mê mang, ngươi di nương là ai? Trương Tĩnh Nhàn. Hẳn là. Chưa thấy qua. Được rồi, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đừng bị gì ta mẹ trông thấy. Nha, Hạ Vân tiêu dụng tâm tại thính lực bên trên, lấy hắn cửu phẩm tu vi, ba ngày tương đối an tĩnh tình huống dưới, nghe phương viên 50 m động tĩnh không có vấn đề gì cả. Nếu là ban đêm, thì có thể nghe được 200 m bên trong. Bất quá, nếu như thân ở phố xá sầm quốc, chung quanh ồn ào, lại chỉ có thể nghe 20 m Chung quanh không có người nào, chúng ta đi mau. Hà Vân Tiêu lôi kéo Nam Châu, lén lén lúc lúc chạy tới Tùng Vân Viện trong viện. Nam Châu, một hồi nhìn thấy Khương Vô Ưu, ngươi liền nói ngươi là trưởng công chúa liền tốt khương tỷ tỷ là có thể tín nhiệm người một nhà thân phận của ngươi không cần giấu giếm nàng thế nhưng là mạnh thanh nhu nhìn một chút hai cái ship sau nắm tay nhau nói tay còn cầm không sợ ngươi muốn gả ta sự tình nàng cũng biết rõ ai muốn không bằng nam châu lão bà tiến hành phí công giáo biện hà vân tiêu liền dắt lấy nàng đi vào khương vô ưu phòng cửa ra vào bắt đầu gõ cửa tỷ tỷ là ta khương vô ưu lúc này còn chưa theo yến hoàng trong bóng tối đi tới nàng từ đầu đến cuối đang do dự muốn hay không đem việc này nói cho Hà Vân Tiêu. Nói cho Hà Vân Tiêu, kết quả tốt nhất chính là tự mình cùng hắn tình cảm không thay đổi, thụ hắn bảo hộ, nhưng chỉ thừa một tháng cuối cùng có thể sống, một tháng sau, thu thiền độc phát mà chết. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Tỷ tỷ, là ta. Nghe được Hà Vân Tiêu thanh âm, Khương Vô Ưu lần nữa giữ vững tinh thần, đứng dậy giúp hắn mở cửa. Tiêu. Khương Vô Ưu vừa mở cửa, liền nhìn thấy Hà Vân Tiêu, nhưng theo sát lấy, nàng nhìn ngay lập tức đến nửa cái thân thể tránh sau lưng Hà Vân Tiêu một cái tiểu cô nương. Khương Vô Ưu sửng sốt một cái chớp mắt. Tiểu cô nương này niên kỹ nhẹ nhàng mặt mày như vẻ, cho dù là thân ở Xuân Phong lâu duyệt nữ vô số nàng, cũng chưa từng thấy như thế thanh thuần linh động lại mỹ lệ cô nương. Mặc dù cô nương này tuổi không lớn lắm, nhưng chỉ bằng vào gương mặt này, coi như nàng một cái mỹ nhân tuyệt thế không có vấn đề gì cả. Hà Vân Tiêu nói, tỷ tỷ, chúng ta đi vào nói chuyện trong phòng, ba người ngồi đối diện. Mạnh Thanh Nhu cùng Hà Vân Tiêu ngồi một bên, Khương Vô Ưu ngồi một bên khác. "Tỷ tỷ, ta nói ra ngươi cũng đừng kích động." "Cụ cụ, nàng chính là Nam Châu, Nam Châu trưởng công chúa." Khương Vô Ưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn một chút Hà Vân Tiêu, nhìn thấy Hà Vân Tiêu nhẹ nhàng sau khi gật đầu, tùy theo tò mò đánh giá Mạnh Thanh Nhu. Sau đó Khương Vô Ưu ly khai chỗ ngồi, đối trưởng công chúa hành lễ nói, "Dân nữ Khương Vô Ưu bái kiến Nam Châu trưởng công chúa." Mạnh Thanh Nhu thân là trưởng công chúa Tại đối mặt Khương Vô Ưu lúc, ngược lại là càng khẩn trương vị kia. Tay nhỏ không chút nào tranh khí cầm Hà Vân Tiêu tay, tìm kiếm cảm giác an toàn, sau đó nói, "Lên, đứng lên đi." Bản cung, bản cung nghe Hà Vân Tiêu nói tỷ tỷ thân thể có việc gì, đến xem tỷ tỷ. Khương Vô Ưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hà Vân Tiêu. "Nàng làm sao gọi ta tỷ tỷ? Không phải nên ta gọi tỷ tỷ nàng sao?" Chương 276, cô nương này khá quen. Khương Vô Ưu mặc dù không minh bạch, cũng rất biết lễ nói, "Điện hạ, ngài gọi dân nữ tỷ tỷ quá mức chiết sát dân nữ. ngài về sau là hà công tử chính thê muốn gọi cũng nên là dân nữ gọi ngài tỷ tỷ. mạnh thanh nhu nhìn xem hà vân tiêu nhỏ giọng hỏi có ý tứ gì. mặc dù nói là nhỏ giọng nhưng kỳ thật ở đây ba người đều có thể nghe thấy chỉ bất quá khương vô ưu làm bộ nghe không được mà thôi. hà vân tiêu hơi có lúng túng nói khương cô nương có ý tứ là về sau ngươi là vợ nàng là thiếp. mạnh thanh nhu cái gì thời điểm Hà Vân Tiêu vội vàng nói, nhu nhi nhưng không cho chơi xấu a, à, trước đây chính ngươi bằng lòng muốn cùng Khương Tỷ Tỷ sinh hoạt chung một chỗ. Ta. Mạnh Thanh Nhu á khẩu không trả lời được, có vẻ như thật có chuyện như thế. Nhưng nàng trước đây cũng không nghĩ nhiều, mơ mơ hồ hồ liền đáp ứng xuống tới. Mạnh Thanh Nhu là hoàng thất nữ tử, ở phương diện này quản được rất lỏng, tổ phụ nàng, ông ngoại, phụ hoàng, vị kia đều là một gian phòng nữ nhân. Huống chi, Hà Vân Tiêu tại Mạnh Thanh Nhu cái này, là có thể làm nàng chủ. Coi như về sau thành thân, cũng là Hà Vân Tiêu khắp nơi đương gia, khắp nơi quan tâm nàng. Hà Vân Tiêu thử thăm dò nói, Nhu Nhi đồng ý. Ta. Các loại thành thân, rồi nói sau. Đó chính là đồng ý thành thân. Mạnh Thanh Nhu bị Hà Vân Tiêu đùa đến mặt đỏ lên. Kìm nén bực bội không nói lời nào. Bất quá, bây giờ không phải là tại lân huyên cung bên trong, nàng căn bản không dám nổi giận, cũng không dám đùa nghịch tính tình, liền liền tay nhỏ, cũng không có một tia buông ra ý tứ. Hoàn toàn bị Hà Vân Tiêu nắm chết rồi. Nhu Nhi, Thu Thiền. Hà Vân Tiêu không nói gì, mà là bày ra khẩu hình. Mạnh Thanh Nhu trừng Hà Vân Tiêu một cái, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng vẫn là biết đại thể. Cáo kỉnh việc nhỏ, mạng người chuyện lớn, bất kể nói thế nào, đều phải giúp Khương cô nương đem Thu Thiền giải dược làm được. Tỷ tỷ. Khương vô ưu bất đắc dĩ nói, Điện Hạ không thể lại bảo dân nữ tỷ tỷ. Kia. Mạnh Thanh Nhu nhìn xem Hà Vân Tiêu, các loại hắn nói chuyện. Hà Vân Tiêu nói, gọi muội muội ta sợ ngươi hô không ra miệng, liền gọi không lo đi. Vô ưu tỷ, ngươi đem cổ tay phóng tại trên mặt bàn, nam, bản cung, giúp ngươi xem mạch. Hà Vân Tiêu Khương vô ưu Lấy nam châu cái này tính cách, nhưng nàng đối người khác bày ra tư thế, quá khó xử nàng. Hà Vân Tiêu trong ấn tượng, nam châu ngoại trừ đối với mình hôm qua, đối khác ngoại nhân đều là rất hữu hảo, rất khách khí. Điển hình lấn cứng rắn sợ mềm, chuyên chọn không dễ chọc gây. Hà Vân Tiêu mặc kệ, lộn xộn liền lộn xộn đi. Tỷ tỷ, yên tâm đi, Nam Châu y thuật thế gian cao cấp nhất, ngươi an tâm đem tay cất kỹ, cái khác giao cho nhóm chúng ta. Khương Vô Ưu ngược lại không hoài nghi Hà Vân Tiêu, nàng chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì sao Hà Vân Tiêu đột nhiên muốn dẫn cái tin được đại phu tới? Chẳng lẽ hắn nghĩ giả tạo mang thai mạch đập đi lừa gạt hầu gia, phu nhân? Vẫn là nói, hắn đã phát hiện thu thiền vết tích. Bỏ mặt như thế nào, Khương Vô Ưu cũng lựa chọn tin tưởng Hà Vân Tiêu, đã hắn có dự định, liền đem hết thảy giao cho hắn đi làm tốt. Khương Vô Ưu an tâm đem tay đặt lên bàn, các loại mạnh thanh nhu đến bắt mạch. Mạnh thanh nhu sờ lên Khương Vô Ưu mạch đập, cẩn thận cảm giác phía dưới, hoàn toàn không có dị thường. Nàng nhìn xem Hà Vân Tiêu, ra hiệu Hà Vân Tiêu nên có động tác. Hà Vân Tiêu biểu thị minh bạch, trước lấy ra một mảnh kỳ quái lá cây nhường Khương tỷ tỷ ăn hết, sau đó hai tay đặt tại Khương tỷ tỷ trên lưng. Tỷ tỷ, một một lát sẽ có chút nóng, ngươi đừng sợ, là bình thường. Được, ta tin ngươi. Hà Vân Tiêu không dám trì hoãn, lập tức vận ra nội lực, biểu diễn từ bản thân mấy ngày nay luyện tập thành quả. Tinh thuần nội lực bị Hà Vân Tiêu khống chế, du tẩu tại Khương Vô Ưu tứ chi kinh mạch bên trong, huyết dịch bị làm nóng, thể ôn thăng cao, nhịp tim tùy theo tăng tốc. Bên kia chuyên tâm xem mạch Mạnh Thanh Nhu, rất nhanh đã nhận ra Khương Vô Ưu thể nội dị thường. Là thu thiền. Số lượng rất nhiều, xem bộ dáng là trúng độc rất lâu. Mạnh Thanh Nhu đối Hà Vân Tiêu gật đầu, nói, tốt, Vô Ưu tỷ cũng không lo ngại, chỉ là có chút thể hư, Nhu Nhi chuẩn bị một chút dược hoàng giúp vô ưu tỷ cải thiện thể chất. Hà Vân Tiêu thì rất phối hợp gật đầu. Thì ra là thế. Ta nói tỷ tỷ gần nhất rầu rĩ không vui. Nguyên lai là bởi vì cái này a. À, tỷ tỷ tại bậc này, Vân Tiêu cái này đi giúp ngươi bắt thuốc. Nam Châu buổi chiều còn muốn tại Lân Huyên cung các loại mạnh thanh thiển. Lúc này lại muốn mua thuốc, lại muốn phối dược, còn phải mua cho nàng quần áo xinh đẹp, vốn sứ tiểu bàn chó. Thời gian quá gấp, Hà Vân Tiêu hướng khương tỷ tỷ nói tạm biệt, kéo Nam Châu liền đi ra ngoài. Tỷ tỷ, Nam Châu tới này sự tình muốn giữ bí mật a à, ta hiện tại dẫn nàng đi cho tỷ tỷ phối dược giữa trưa sẽ không tới ăn vô ưu tỷ gặp lại điện hạ đi thông thả khương vô ưu nhìn xem hà vân tiêu đi ra ngoài bóng lưng bỗng nhiên nói tiêu nhi hà vân tiêu dừng bước lát nữa tỷ tỷ khương vô ưu thẳng thắng vừa tới bên miệng vẫn là rút lui ngươi chú ý an toàn hà vân tiêu gặp khương tỷ tỷ đầy mặt vẻ u sầu trong lòng bị thật sâu đau nhói tỷ tỷ kẹp ở tề yến ở giữa chắc hẳn rất thống khổ đi tào nếu là lão tử có trăm vạn hùng binh, trực tiếp đem nước yến sang bằng. Ta Khương tỷ tỷ sao còn muốn thụ cái này điểu khí? Nhất định phải đem thành lập thế lực kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Cầm Nam Châu tay có chút dùng sức, Hà Vân Tiêu y nguyên cười nói, tỷ tỷ, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ta. Bị Hà Vân Tiêu dạng này vừa an ủi, Khương Vô Ưu tâm tình tốt rất nhiều. Bỏ mặt như thế nào, trước đây bị ném bỏ thời gian, cần mỗi ngày là ăn cơm phát sầu thời gian, nàng nhân sinh bên trong gian nan nhất thời gian đã qua. Hiện tại, chỉ ít ăn mặc không lo, còn có một người chính ưa thích, không phải sao? Khương Vô Ưu triệt để nghĩ minh bạch. Bỏ mặt là thượng sách vẫn là trung sách, tóm lại, Hà Vân Tiêu nhất định không thể có sự tình. Trước nói cho Hà Vân Tiêu nước Yến sắp đến công tin tức, nhưng hắn sớm làm chuẩn bị, tranh thủ công danh. Sau đó theo Yến Hoàng Tâm ý đi ám sát Mạnh Thanh Thiển, nhưng muốn cố ý ám sát thất bại. Như thế, cái chết tự mình một cái, lại bảo trụ ở xa nước Yến phụ mẫu đệ đệ. Kế hoạch này, tự hồ là kết quả tốt nhất. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Khương vô ưu tiêu tan cười. Nàng rất vui vẻ. Chỉ cần hy sinh chính mình, tất cả mọi người liền đều chiếm được bọn hắn muốn đồ vật. Hà Vân tiêu chân trước vừa đi, Trương Tĩnh nhàn chân sau đi tới Tùng Vân Viện. Tiêu nhi, ngươi làm cái gì đi? Trương Tĩnh nhàn đứng tại Khương vô ưu cửa ra vào, hướng về phía cách đó không xa Hà Vân tiêu hô. Hà Vân tiêu sợ hải nam châu lão bà bị di nương trông thấy, căn bản không dám lát nữa, Bắt chân lên cổ mà chạy trương tĩnh nhàn mặc dù thường về phía sau cung nhưng chỉ tại thái hậu thọ thần sinh nhật bên trên gặp qua nam châu một lần mặc dù chỉ có một lần kia nhưng nàng vĩnh viễn cũng không quên được nam châu bộ dạng lúc ấy nàng mặc phổ thông lẽ loi trơ trọi đứng tại một đám quần áo hoa lệ hoàng thất trong quý tộc không nhìn kỹ không phát hiện được một nhìn kỹ liền biết nàng là xinh đẹp nhất chói mắt nhất khi đó trương tĩnh nhàn liền cảm khái nói nhiều đơn thuần bao nhiêu xinh đẹp cô nương nha lại không người chú ý chân chân giống như là rời xa nhân thế Nam Hải Trân Bảo. Nam Châu mẫu thân Trương Tỉnh nhàn gặp qua, không thẹn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Bây giờ nàng nữ nhi cũng là ổn thỏa mỹ nhân bại hoại. Trương Tỉnh nhàn nhìn xem Hà Vân Tiêu bên cạnh, cái kia đồng dạng chật vật chạy trốn thân ảnh nhỏ bé, luôn cảm giác ở đâu gặp qua, khá quen. Tiêu Nhi cái này tiểu tử, có vô ưu còn có đem khác cô nương mang về nhà. Thật không sợ về sau Nam Châu trưởng công chúa ăn giấm không vui sao? Chỉ là thay khương vô ưu oán trách một câu. Trương Tĩnh Nhàn liền dẫn cầm hộp cơm thị nữ đi vào Khương Vô Ưu trong phòng. "Vô Ưu mẹ làm cho ngươi một ít thức ăn." Hộp cơm mở ra xem xét, các dạng tiểu linh thực. Đỏ chót táo, nho khô, a dao, hạt vừng đen bánh ngọt. Tất cả đều là bổ thân thể dùng. Nhìn thấy những này đồ vật, Khương Vô Ưu con mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Muốn hy sinh chính mình, cho dù là nàng, vẫn sẽ có điểm vĩ khuất. "Mẹ." Trương Tĩnh Nhàn xua tán đi chờ lấy thị nữ, ông Khương Vô Ưu nói, vừa rồi Tiêu Nhi lại mang tiểu cô nương đến, ngươi chịu ủy khuất a cô nương tốt ngươi nghi ngờ đến sớm bối phận cao còn có cha mẹ cho ngươi chỗ dựa về sau có là ức hiếp nàng cơ hội khương vô ưu nín khóc mỉm cười ừm vô ưu nghe mẹ chương 277, chỉ là diễn viên quần chúng dám dạy nữ chính làm việc theo hầu phủ sau khi đi ra buổi sáng thời gian còn lại không ít hà vân tiêu dựa theo nặng nhẹ nguyên tắc trước phối dược sau dạo phố mã đức khoái lái xe mang thiếu gia thiếu phu nhân nhóm đã rất nhuần nhuyễn căn bản không cần Hà Vân Tiêu nhiều lời, liền đem xe ngựa giá đến lại nhanh lại ổn. Lúc cần phải còn có thể hoán đổi đơn vị, biến thành lại chậm lại ổn, cùng lại chậm lại nhanh, hai loại này hình thức. Ly khai hầu phủ, Hà Vân Tiêu vì cầu bảo hiểm, vẫn là để Nam Châu mang lên trên khăn che mặt. Hai người thuận lợi đi vào thính phong lâu hạ. Lại đến thính phong lâu, Hà Vân Tiêu tâm cảnh liền lớn không tương đồng. Lần trước hắn tới thời điểm, vẫn là vừa mới xuyên qua, khi đó cùng sở sở quan hệ rất cương, hắn còn ý đồ dựa vào thính phong lâu cởi ra vệ hồn hoàng kết quả trùng hợp gặp phải sở sở làm cho không biết nên khóc hay cười còn mang sở sở mua quần áo bây giờ bây giờ ngược lại là tiền đồ tu vi tấn bảnh tăng trưởng dựa vào làm ăn lại có tiền còn đem đại tề trưởng công chúa theo hoàng cung bên trong lừa gạt ra hà vân tiêu hướng về phía thính phong lâu cảm khái không thôi nhưng mạnh thanh nhu đối với nơi này là hoàn toàn xa lạ mắt nhìn xem nhà này to lớn kiến trúc giống tòa thành đồng dạng to lớn Mạnh Thanh Nhu không khỏi lại hướng Hà Vân Tiêu trên thân rụt rụt. Hà Vân Tiêu an ủi nàng nói, Nhu Nhi đừng sợ. Cái này thính phong lâu cùng bắt hướng thương nghiệp đường phố, đều là bán đồ vật. Mạnh Thanh Nhu nhỏ giọng nói, Hà Vân Tiêu, Nhu Nhi nói cho ngươi một cái bí mật, không cho ngươi đối người khác nói. Ngươi nói, Nhu Nhi mẫu phi cùng Nhu Nhi nói qua, thính phong lâu, có tiếp quản thiên hạ chuẩn bị. Hà Vân Tiêu trong mắt dị sắc chất động, lại không ngoài ý muốn. Thính phong lâu sản nghiệp đông đảo, trải rộng đại lục, thuộc về điển hình có tiền có thế nếu không phải thính phong lâu mẫu quốc vệ quốc kẹp ở tề yến ở giữa tiểu nhân ít quá mức nhỏ yếu không phải vậy thính phong lâu sớm nuôi ra đại quân lời nói nói đến nam châu mẫu thân tự mình nhạc mẫu vị kia đệ nhất thiên hạ mỹ nữ giống như chính là vệ quốc người nhu nhi ngươi mẫu phi tại vệ quốc là thân phận gì không có nghĩ rằng nam châu lão bà lắc đầu mẫu phi chưa từng cùng nhu nhi nâng những thứ này vậy các ngươi mẹ con bình thường cũng trò chuyện cái gì y thuật tốt a à? Cách không được Nam Châu lão bà y thuật cả thế gian nhất lưu, nguyên lai là nhạc mẫu từ nhỏ bồi dưỡng thật tốt. Đã như vậy, chắc hẳn nhạc mẫu bản thân tại y thuật bên trên, liền rất có tạo nghệ a. À. Thính Phong lâu lầu một vẫn là Hà Vân Tiêu lần trước tới bộ dáng. Ăn ngay nói thật, kỳ thật cũng không có đi qua nhiều thời gian dài, có biến hóa mới ra quỷ. Nhà kia trứ danh giả một bồi mười cùng bao hạ độc chết người độc dược cửa hàng y nguyên còn tại, mà lại sinh ý còn rất không tệ. Khách hàng quen rất nhiều, mua gia dụng cũng nói tốt. Hà Vân Tiêu mang theo Nam Châu đi vào thính phong lâu lầu hai tiệm thuốc. Trước đây chính là tại cái này ngẫu nhiên gặp sở sở. Vừa vào cửa, nhỏ dược đồng phú quý ngồi tại sau quầy, hoàn toàn như trước đây mặt cũ mày châu. Bất quá, hắn gặp Hà Vân Tiêu đến, con mắt liền lập tức phát sáng lên. Hà công tử. Phú quý đối Hà Vân Tiêu ấn tượng rất sâu sắc, trừ ra Hà Vân Tiêu phi thường có phân biệt độ mang tính tiêu chí hình dạng bên ngoài, dù sao Hà Vân Tiêu cũng là cái thứ nhất, dựa vào rèn luyện đem tiệm thuốc một gian phòng đồ dùng trong nhà rèn luyện người xấu, nghĩ không nhớ kỹ hắn đều không được. Hà công tử, ngươi lần này vẫn là khác rèn luyện, lần trước ngươi rèn luyện xong, ta bị sư phụ mắng rất lâu. A à, ha ha. Hà Vân Tiêu hơi có lúng túng nói, lần này sẽ không, lần này mang cho ngươi cái đại đan. Nhu Nhi. Mạnh Thanh Nhu dán tại Hà Vân Tiêu bên người, nói, Nhu Nhi muốn mua kinh vũ lá năm tiền, trắng nhung cỏ hai lượng. Đóng lấy, Nam Châu lão bà chích chích bên trong ùng ục nói một tràng, Hà Vân Tiêu chỉ nhớ rõ phía trước mấy cái, phía sau tên thuốc là một cái cũng không có nhớ kỹ. Bất quá, làm chuyên ngành đối khẩu dược đồng phú quý, ngược lại là nghe được càng ngày càng có tư vị. Tỷ tỷ, ngươi muốn mua chuyện này để làm gì? Bên trong có mấy vị thuốc, dược tính tương xung, là không thể dùng tại cùng nhau. Hà Vân Tiêu cười. Chỉ là diễn viên quần chúng, dám dạy nữ chính làm việc. Mạnh Thanh Nhu bị Hà Vân Tiêu dặn dò qua, không thể nói ra thu thiền sự tình, đành phải qua loa nói, ta, ta dùng để giúp bằng hữu điều dưỡng thân thể. Tỷ tỷ, những thuốc này, có chút ở trong chứa rất nhỏ độc tính, sao có thể dùng để điều dưỡng thân thể đâu. Trên đường lúc, Mạnh Thanh Nhu mang theo khăn che mặt, chú ý nàng người còn không nhiều. Nhưng lúc này, Phú Quý thì là nhìn nàng chầm chầm, dùng một loại hỏi lại ngữ khí hỏi nàng. Mạnh Thanh Nhu bị Phú Quý dùng cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn xem, cho dù Phú Quý không có gì khí thế, càng không có ý đồ xấu, nhãn thần cũng coi như đến thượng thanh triệt, nhưng vẫn là phát động Mạnh Thanh Nhu xả sợ thuộc tính. Miệng nhỏ của nàng tại dưới khăn che mặt môi miếng thật chặt, không biết nên nói cái gì, một cái tay cùng Hà Vân Tiêu mười ngón đang xen, một cái tay khác thì ôm lấy Hà Vân Tiêu cánh tay. Đồng thời, nàng viễn chuyển thân thể càng là gắt gao dán trên người Hà Vân Tiêu. Hận không thể trực tiếp trốn đến trong ngực hắn đi. Hà Vân Tiêu xem nam châu lão bà bộ dạng này dở khóc dở cười. Nàng thật liền chỉ biết lấn cứng rắn sợ mềm. Đối với mình cái này xương cứng thường xuyên cường ngạnh, còn có thể thỉnh thoảng đùa nghịch tính tình, vung sắc mặt, còn muốn nói điều kiện. Kết quả gặp được càng dễ bắt nạt hơn âm phú quý, lại không được, sợ muốn chết. Hà Vân Tiêu, Nhu Nhi muốn mua thuốc. Gọi ca ca. Ca ca. Nam Châu lão bà giọng nói vốn là lệch ấu, lệch ngọt ngào, lúc này lại là Nhu Nhu, sợ sệt, còn mang theo rất nhiều lấy lòng ý vị. T. Thoải mái. Cụ cụ, phú quý A, ngươi một mực bốc thuốc, cũng đừng quản chúng ta dùng như thế nào đi. Thế nhưng là... Hà Vân Tiêu móc ra một tấm vạn lượng ngân phiếu quay tại trên mặt bàn. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k nhận quà ngay. Đừng nói chuyện, bốc thuốc. Phú quý đời này cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tay chân lạ thường lưu loát nắm chắc thuốc về sau, có chút ngượng ngùng đối Hà Vân Tiêu nói, Hà công tử, cái này nhiều tiền, tiệm chúng ta bên trong khả năng không có tiền lẻ. Hà Vân Tiêu nói, không sao, ta cũng không cần trương này ngân phiếu giao, ta chính là lấy ra cho ngươi xem một chút. Phú quý, ngươi vẫn là người. Hà Vân Tiêu rất nhuần nhuyễn đem ngân phiếu thu vào trong lòng, móc ra một chồng kim ngân khoáng. Trả tiền công tử, tiệm chúng ta bên trong, còn không ủng hộ cái này. Hà Vân Tiêu chuyện đương nhiên nói, không sao, ta đem kim ngân khoáng thả ngươi cái này, các loại ủng hộ, ngươi sẽ giúp ta giao bên trên. Phú Quý muốn khóc. Cho thêm ngươi năm lượng. Hắc hắc, đa tạ Hà công tử. Ta lập tức cùng sư phụ ta nói kim ngân khoáng đi. Hà Vân Tiêu một tay nhấc lấy một bao lớn dược tài, một tay nắm nam châu lão bà, hiện nay chính sự đã xong xuôi, kế tiếp còn có mua quần áo cùng mua gốm sứ tiểu động vật hai kiện nhàn sự đồng dạng tình lữ dạo phố gặp được mua nhiều thứ bắt không được tình huống đều là nhà gái chờ lấy nhà trai đem đồ vật hướng trên xe phóng nhưng hà vân tiêu cùng mạnh thanh nhu khác biệt lấy mạnh thanh nhu xả sợ tình huống tới nói nàng đợi tại không có chút nào ngoài trời sinh tồn năng lực không cùng hà vân tiêu bắt tay là tuyệt đối không được cho nên hà vân tiêu đành phải trước mang theo nàng đi một chuyến xe ngựa phóng đồ tốt về sau trở lại mua quần áo vẫn là đi chỗ cũ giảng kinh thành thính phong lâu vải giang nam dệt kỳ hạm cửa hàng chương 278, Hà Vân Tiêu đổi nữ nhân. Từ lúc Hà Vân Tiêu không đến lên lớp về sau, hình bộ thượng thư vàng khánh hạt chi tử, đại hoàng khố hoàng bố nhân sợ gì chứng làm dịu không ít. Hiện tại đã làm dịu đến, dám ở phía sau nói Hà Vân Tiêu nhàn thoại trình độ. Phải giang nam dệt phải đi cửa ra vào. Lão đại, chúng ta tại sao lại tới nơi này? Hoàng bố nhân một tên tiểu đệ nói. Bản công tử từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Hoàng bố nhân khí thế phóng khoáng, ngẩng đầu ửng ngực, hai tay thả lỏng phía sau làm ra một bộ tâm cảnh khoáng đạt khí độ hùng vĩ bộ dạng lão đại lại một tiểu đệ nói ngươi làm sao không bằng hà vân tiêu đến lại đến nơi đây đứng lên đâu hoàng bố nhân lập tức cứng đờ nguyên bản phóng khoáng khí thế vô tung vô ảnh người đã bị hỏi tê cái thứ ba tiểu đệ gặp đây lập tức cơ linh thay hoàng bố nhân giải vây nhóm chúng ta lão đại ngày trước đặt chân thất phẩm cảnh giới cự ly bác phẩm cũng không xa bằng lão đại thiên phú một năm sau đủ để bác phẩm chờ nhóm chúng ta lão đại đặt chân bát phẩm, lại thêm ba người chúng ta, không đánh cái kia chỉ là bát phẩm Hà Vân Tiêu tè ra quần. Có một người dẫn đầu, các tiểu đệ nhau nhau bắt đầu cơ linh hình thức. Chính là chính là, hợp lý người giúp đỡ nhiều, cái kia Hà Vân Tiêu một người cô đơn, há lại tại chúng ta lão đại đối thủ. Không sai, chính là này lý. Bây giờ, trưởng công chúa ngày mạnh, thừa tướng ngày yếu, cha hắn rơi đài cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến thời điểm, chúng ta lão đại có trưởng công chúa chỗ dựa xem cái kia Hà Vân Tiêu còn thế nào cùng lão đại đối nghịch. Hoàng bố nhân theo sợ gì chứng bên trong chậm lại, nói, điệu thấp một điểm. Tài không lộ ra ngoài đạo lý không biết không? Ba tiểu đệ cùng nói, vân vân vân. Hoàng bố nhân sửa sang quần áo, nói, đi, đi xem một chút chúng ta cho điện hạ đặt hạ lễ làm xong không có. Hoàng bố nhân tự thân thất phẩm tu vi, dẫn lục phẩm tu vi các tiểu đệ bước vào vải giang nam dệt cửa lớn. Một chân mới vừa đi vào, một chân còn ở bên ngoài một bên, một nhóm bốn người liền nghe được đằng sau truyền đến một tiếng ngạc nhiên kêu gọi u hoàng công tử trùng hợp như vậy hà vân tiêu lôi kéo mang khăn che mặt mạnh thanh nhu đến mua quần áo hoàng bố nhân vừa nghe đến hà vân tiêu thanh âm bắp thịt toàn thân lập tức khó chịu bắt đầu nhất chân không phải không nhất chân cũng không phải cười cũng không được không cười cũng không phải chào hỏi không phải không chào hỏi cũng không phải tóm lại đây đây cũng không thích hợp khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác Hoàng bố nhân nói, a, a, à, xảo a. À. Hà vân tiêu ngược lại không cảm thấy có cái gì. Đánh nhau ẩu đả. Nhà ai hoàng khố không đánh nhau ẩu đả a? À. Ai cũng có niên thiếu kinh cuồng thời điểm, không cần nắm lấy một chút chuyện nhỏ không thả. Bất quá ngươi hoàng bố nhân nếu là dám nhìn ta chầm trầm nam châu lão bà xem, vậy cũng đừng trách ta cảm ơn trước ngươi quyên tặng khóe mắt màng. Hoàng công tử cũng tới mua quần áo. Hà vân tiêu trải qua hoàng bố nhân bên người dừng một chút hoàng bố nhân vừa rồi thật vất vả xúc tích khí thế giờ phút này hoàn toàn không có một mặt khó xử cười nói đúng vậy a à, tiêu nguyệt điện hạ lập tức lễ thành nhân ta đặt trước bộ y phục làm hạ lễ đưa cho nàng nhà hà vân tiêu nghe xong mạnh thanh thiển lập tức không có hứng thú đi hắn nói ngài đi thông thả đừng nói nhìn nam châu hoàng bố nhân đầu cũng không dám ngẩng lên các loại hà vân tiêu sau khi đi hoàng bố nhân mới dám thở vào một cái hắn nhìn xem hà vân tiêu bóng lưng nhìn hắn lại đổi cái nữ nhân nắm trong lòng rất cảm giác khó chịu cái nhìn nữ tử kia bóng lưng dáng người hoàng bố nhân đoán đều không cần đoán cái này nhất định lại là một vị hiếm thấy mỹ nhân nhi chua hoàng bố nhân nhớ tới tự mình trước đây cũng là bởi vì một cái cô nương xinh đẹp mới chịu hà vân tiêu đánh kết quả cô nương không có mò được mò được hà vân tiêu như thế một cái đại ca bỏ mặt là trước đây cái cô nương kia vẫn là vũ hà tiên sinh vẫn là hiện tại vị này tiểu nương tử nghe nói liền vị kia khương hoa khôi cũng bị hắn chuột thân tử nhận được trong hầu phủ nuôi có vẻ giống như toàn bộ doãn kinh cô gái xinh đẹp tất cả đều tại vây quanh hà vân tiêu chuyển cái này còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao hoàng bố nhân phiền muộn đến cực điểm bất quá hắn lập tức nghĩ đến cái này doãn kinh thành bên trong mỹ nhân xa không chỉ hà vân tiêu bên người mấy vị cô nương mặc dù nàng nhóm xác thực xinh đẹp nhưng lại chưa chắc là xinh đẹp nhất chí ít tiêu nguyệt điện hạ cùng gần nhất thanh danh lan truyền lớn doãn kinh xuân lan đổ âm vận hai cái vị này hình dạng dáng người liền nửa điểm không tại hà vân tiêu bên người từng cái cô nương phía dưới hà vân tiêu là có chút bản sự nhưng cũng bất quá như thế thôi chí ít nhóm chúng ta tiêu nguyệt điện hạ ngươi là mãi mãi cũng không với cao nổi hà vân tiêu dẫn nam châu lão bà đến mua quần áo mua quần áo là đại sự về phần hoàng bố nhân chẳng qua là nhỏ nhân vật phản diện mà thôi hắn tại nguyên tiểu thuyết kịch bản định vị cũng không bằng tự mình căn bản lật không nổi cái gì sống lớn mới vừa đem hoàng bố nhân ném đến sau đầu, liền nghe bên người Nam Châu lão bà nói, Hà Vân Tiêu. Gọi ca ca. Ca ca. Nhu nhi ngoan, có chuyện gì không? Mạnh Thanh Nhu rõ ràng biết rõ Hà Vân Tiêu là tại cứng rắn chiếm tiện nghi của mình, nhưng nàng nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Nơi đây không phải là lân huyên cung, cũng không phải cùng hắn một chỗ, chung quanh cũng đều là các loại xa lạ kỳ kỳ quái quái người. Đi ra ngoài dạo phố nàng, chỉ có thể ỷ lại Hà Vân Tiêu, đành phải đối với hắn các loại yêu cầu nói gì nghe nấy chẳng qua trước mắt tới nói, Hà Vân Tiêu coi như quy củ. Tay không có loạn đồng, trên miệng cũng chỉ là chiếm chiếm ca ca tiện nghi. Chỉ có loại trình độ này, Mạnh Thanh Nhu vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao Hà Vân Tiêu vốn là so với nàng lớn tuổi, gọi hắn ca ca, Vân Tiêu ca ca các loại cũng không có gì. Tỷ tỷ lập tức 20 tuổi, Nhu Nhi còn chưa nghĩ ra muốn đưa tỷ tỷ cái gì đồ vật. Hà Vân Tiêu nói, cái kia túi thơm còn không được sao. Mạnh Thanh Nhu lắc đầu, không được, phải thật tốt đưa. Hạ Vân Tiêu đối mạnh thanh thiển lộn xộn cái gì đồ vật không có hứng thú, nhưng nếu là Nam Châu lão bà nói lên yêu cầu, vậy vẫn là muốn lên để ý. Nhu Nhi nghĩ đưa cái gì cho ngươi tỷ tỷ, nói cho ta, ta mua cho ngươi. Mạnh Thanh Nhu gật gật đầu, ừm. Các loại Nhu Nhi ngẫm lại. Hà Vân Tiêu xem Nam Châu lão bà không nói hai lời bằng lòng nhường hắn đến mua, trong lòng âm thầm cười trộn. Trước đây thay Nam Châu trị liệu tay tổn thương, nàng còn muốn phi thường khách khí cầm bạc tạ tự mình, cho tới bây giờ, Nàng đã có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận tự mình tặng cùng, thậm chí có thời điểm, nàng còn có thể hướng mình muốn đồ vật, đưa yêu cầu. Đối nam châu loại này tam quan kỳ đang cô nương tới nói, loại tâm tính này trên vô ý thức chuyển biến, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, chính là nàng đã đem ngươi làm làm cực kỳ thân cận người. Không chút nào cùng ngươi khách khí. Nàng có thể lấy đi ngươi đồ vật, chính là tại ngầm thừa nhận ngươi cũng có thể lấy đi nàng đồ vật. Tựa như vợ chồng, chỉ có cộng đồng tài sản, mà không có cái gì ngươi, ta. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Theo đạo lý tới nói, tình cảm trên đi đến một bước này, độ thiện cảm không nói 100, cũng phải có 90 đi. Nhưng mà trên thực tế, Nam Châu lão bà độ thiện cảm, từ đầu đến cuối tại 75 năm sắp qua không nổi. Tào. Khúc mắt thật phiền phức, không phải vậy liền có thể cầm tới Nam Châu lão bà hướng dẫn ban thưởng tình so kim kiên. Nam Châu lão bà khúc mắt nên là cùng tín nhiệm có quan hệ như thế nào mới có thể nhường nam châu một lần nữa thành lập được đối với mình hoàn toàn tín nhiệm từ đó đánh vỡ khúc mắt đâu hà vân tiêu nhất thời không có chủ ý liền trước bỏ mặt nó cùng nam châu ở chung đến mức này có tấn công hay không sơ lược kỳ thật không quan trọng chỉ cần hai người lẫn nhau ưa thích bất kể hắn là cái gì cậu thí hệ thống có ai không thử y phục đem gần nhất kiểu mới tất cả đều cho bản công tử đưa tới hà vân tiêu hét lên hà vân tiêu như vậy gào một tiếng về sau lập tức liền có thị nữ đến phục vụ hắn Hà Vân Tiêu nhìn lên, đúng dịp, lần trước mang sở sở đến, cũng là người thị nữ này phục vụ. So sánh Hà Vân Tiêu, thị nữ càng thêm kinh ngạc. Nàng tại trong tiệm này làm việc lâu, kiến thức rộng rãi. Bây giờ cái nhìn mạnh thanh nhu lộ tại khăn che mặt bên ngoài mặt mày, liền biết rõ đây cũng là một vị tuyệt đỉnh mỹ nhân nhi. Thị nữ con mắt rất chức nghiệp theo mạnh thanh nhu trên mặt di động xuống dưới, từ trên xuống dưới chuyển qua thân thể của nàng. Cái cổ thon dài, bộ ngực vừa vặn, bên eo hai đầu đường cong đến vòng eo chỗ bỗng nhiên nắm chặt, qua vòng eo đi vào bờ mông lúc lại lập tức khuếch trương. Mông hướng phía dưới là một đôi không có chút nào thịt thừa, thon dài thẳng tắp hai chân, lúc này xếp sao khép lại cùng một chỗ, lại hướng xuống là mũi chân chạm nhau, có một chút điểm, một chút xíu đáng yêu bên trong tám. Lấy Mạnh Thanh Nhu dáng vóc tới nói, nhưng nàng cùng Khương Vô Ưu so, cùng Phạm Tử Nhược so, cùng Mạnh Thanh Thiển so, trên người nàng thịt mềm cũng không tính là quy mô khoa trương. Nhưng nàng thắng ở vòng eo tinh tế, theo thị giác tỷ lệ tới nói phi thường hoàng mỹ. Mà lại Mạnh Thanh Nhu ưu thế không tại dáng vóc, mà tại nàng cái kia có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu mẫu phi cho nàng một tấm gần như hoàng mỹ gương mặt xinh đẹp. Người khác không biết rõ, nhưng Hà Vân Tiêu thẩm mỹ là bị gương mặt này theo đến xếp sao. Cùng Nam Châu lão bà ở lâu về sau, Hà Vân Tiêu khẩu vị bị nàng nuôi đến cực kỳ xảo trá. Mặc dù Hà Vân Tiêu bản thân vẫn là danh xưng lão sắc phê. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ các vị nữ chính có nữ chính cấp mỹ mạo bên ngoài, hiện tại Hà Vân Tiêu đã ai cũng xem không lên. Nam Châu Mỹ thiếu nữ mỹ mạo quả thực là kinh khủng như vậy thị nữ vừa đi vừa về đánh giá một lần mạnh thanh nhu ước chừng biết được nàng số đo về sau liền thỉnh hà vân tiêu tiến vào phòng thử áo toàn bộ hành trình thị nữ nâng cũng không có nâng lên lần hà vân tiêu mang tới cái kia sở cô nương trước khi rời đi vẫn không quên rất hiểu chuyện địa mịt mờ khen hà vân tiêu một câu công tử ngài thật có phúc khí chương 279, nhân vật phản diện tùy tùng vải giang nam dệt phòng thử áo hà vân tiêu lần trước cùng sở sở tới qua nếu để hà vân tiêu dùng một câu đánh giá nơi này vậy hắn chỉ có thể nói, đó là cái hiểu chuyện địa phương. Đầu tiên là cùng loại động phòng hoa chúc đêm bố trí, giường đôi, đại hồng bị, nến đỏ hỏa, khinh la trướng. Trong phòng đồ dùng trong nhà sắc điệu cũng lấy màu đỏ làm chủ, ánh nến rất nhiều, nhưng tới gần môn địa phương sáng tỏ, tới gần giường chiếu ánh nến không sáng, rất tối. Lờ mờ đỏ lên ánh nến đã có cảm giác an toàn, lại có không khí cảm giác. Nếu là sáng loáng đèn, vậy các cô nương còn có thể giảo biện một câu ban ngày ban mặt, hiện tại đóng hai cửa lại, ánh nến vừa tối, trực tiếp tịch thu các cô nương mâu thuẫn chủ yếu lý do cái này còn không thúc thủ chịu trói cho dù là lần thứ hai tới này nơi này bày biện y nguyên nhường hà vân tiêu liên tục chật lưỡi trách không được nơi này quần áo bán được quý a bởi vì không chỉ có muốn bán hàng hóa còn muốn bán phục vụ tựa như vừa rồi cái kia hiểu chuyện thị nữ khẳng định là bị học bổ túc qua cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng biết rõ bảo hộ khách hàng việc riêng tư châm không ngừng ngoại trừ một cái có thể thấy được bày biện cái này phòng thử áo chi tiết chỗ cũng làm được rất tốt. Tỷ như nơi này vách tường đều là dùng hai tầng dày tấm ván gỗ sở kiến, cách âm hiệu quả rất tốt. Còn có trước giường trên bàn thế mà còn đặt vào một bầu rượu, hai cái cái chén, bộ này đồ vật đã chơi vui lại thực dụng. Mạnh Thanh Nhu bên ngoài là xả sợ thiếu nữ, nhưng một khi nàng cùng Hà Vân Tiêu một chỗ, liền lập tức hoạt bát bắt đầu. Vừa mới tiến cái này gian phòng thời điểm, nàng còn mở to hai mắt khoảng chừng dò xét. Phát hiện nơi đây an toàn, lại chỉ có hai người bọn họ về sau, liền chủ động lôi kéo Hà Vân Tiêu khắp nơi nhìn một cái nhìn xem. Hà Vân Tiêu thì là yên lặng đi theo Mạnh Thanh Nhu đằng sau. Nam Châu lão bà từ nhỏ không có đi ra hoàng cung, chưa thấy qua những này, tăng thêm nàng tính tình lại ngây thơ hoạt bát, tự nhiên là sẽ hiếu kỳ. Hà Vân Tiêu, ngươi xem cái này. Ừm ơn. Cái này. Ừm ừ. Bị qua loa nhiều lần, Mạnh Thanh Nhu rốt cuộc nhịn không được nói, Hà Vân Tiêu, ngươi thái độ làm sao như thế qua loa a? Hà Vân Tiêu nói, Nhu Nhi gọi ta một tiếng ca ca, ta cái gì cũng nghe nhu nhi. Mạnh thanh thiển nhớ tới trước đó bởi vì xả sợ mà ủy khúc cầu toàn trải qua, tức giận nói, ngươi nghĩ hay lắm. Nam Châu mới không gọi đâu. Hà Vân Tiêu là không có chút nào hoảng. Dù sao về sau còn phải ra ngoài, xả sợ trạng thái Nam Châu lão bà, nhưng so sánh hiện tại nghe lời nhiều. Hiện tại nàng ngạo về nàng ngạo, chỉ cần ra cửa, tùy tiện nắm. Đang khi nói chuyện, thì nữ gõ cửa đem mặt thử quần áo đưa tới. Rất thân mật nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó nhẹ giọng hỏi thăm, dù cho có người trong nhà không trả lời cũng căn bản không vội sẽ không thúc giục cũng sẽ không tới quay về lặp lại gõ cửa chính là chờ lấy giống như sợ hỏng trong phòng khách nhân chuyện tốt hà vân tiêu gọi thẳng chuyên ngành thị nữ này quá đã hiểu quá đã hiểu thật là một cái nhân tài quần áo đưa đến trong phòng dùng áo cái khung thành một loạt từng kiện các giảng thức tất cả kiểu dáng nữ tử quần áo treo ở trên đó nhét tràn đầy thị nữ lui ra về sau hà vân tiêu đang chuẩn bị động thủ ngươi ra ngoài. Mạnh Thanh Nhu đỏ mặt nói. Hà Vân Tiêu. Lần trước hồi cung về sau, Nam Châu nhường hạnh nhi dạy Nam Châu làm sao mặc y phục. Hà Vân Tiêu không dám tin nói, sẽ mặc vào. Mạnh Thanh Nhu mặt đỏ lên, học rồi học rồi. Thu hồi ngươi ý đồ xấu đi. Hà Vân Tiêu cực kỳ bi thương. Nam Châu lão bà sẽ mặc quần áo, khi mang nàng tới này còn có cái gì niềm vui thú. Hạnh nhi trong ngày thường dùng rất tốt, mỗi lần thao tác đơn giản đều là thần trợ công, làm sao vừa đến mấu chốt thời điểm liền làm phản đến Nam Châu bên kia đi. Mạnh Thanh Nhu hai tay che ở trước ngực, đỏ mặt đối Hà Vân Tiêu nói, ngươi ra ngoài. Hà Vân Tiêu từ bỏ giải dụ, bị Nam Châu lão bà theo phòng thử áo đuổi ra ngoài. Nếu là nàng sẽ không mặc quần áo, vậy mình còn có cái lý do chính đáng lưu lại giúp nàng. Nhưng nàng hiện tại sẽ mặc, cái này liền không có lưu lại đạo lý. Cái này sống là tính sai. Bất quá, Hà Vân Tiêu sau khi ra cửa, lập tức tìm tới cái kia có chút cơ linh thị nữ. Hệ thống, Tính danh, Hồng Sa. Độ thiện cảm, 70. Nhắc nhở, không phải nữ chính, có thể công sơ lược. Hà Vân Tiêu. Chờ chút. Vì cái gì có không phải nữ chính là có thể công sơ lược, có là không thể hướng dẫn. Nghĩ trước đây, đối thái hậu lý toàn tử dùng hệ thống thời điểm, liền nhắc nhở không thể hướng dẫn, làm sao đến Hồng Sa cô nương nơi này, lại biến thành có thể công sơ lược. Hướng dẫn không phải nữ chính có chỗ tốt gì sao? Hệ thống. Tổ hệ thống lại tại giả chết. Hồng Sa cô nương. Hồng Sa kinh ngạc nói, công tử làm sao biết rõ nô tài danh tự. Hà Vân Tiêu cười nói, ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi về sau liền đi theo ta đi. Hồng Sa. Hà Vân Tiêu vội vàng nói bổ sung, ý của ta là đổi nơi công tác, ngươi về sau cùng ta lăn lộn, ta bao ăn bao ở, quản phát tiền lương, giúp ngươi nộp ngũ hiển nhất kim, hàng năm cuối năm còn có cuối năm thưởng. Làm xong hạng mục, tái phát chia. Thế nào? Hồng Sa sững sờ, cái này Hà Công Tử nói một tràng, nàng hơn phân nửa đồ vật nghe cũng chưa nghe nói qua. Hà công tử, vậy ta tiền công là bao nhiêu? Hà Vân Tiêu nghĩ nghĩ hồng sa tầm quan trọng. Nàng thế nhưng là lẫn tránh tu la tràng một cái hảo thủ, từ nơi này góc độ tới nói, nếu như có thế thành công lẫn tránh nữ chính ở giữa tu la tràng, kia phát bao nhiêu tiền cho nàng cũng không tính là nhiều, thậm chí không chỉ đến đưa tiền, còn phải cho nàng dập đầu. Mỗi tháng 100 lượng, ngươi về sau cùng ta lăn lộn, thế nào? 100 lượng. Đừng nhìn vải gian nam dịch lợi nhuận khoa trương, người làm công hồng xa hiện tại tiền lương cũng chỉ có hai lượng bạc mỗi tháng. Liền cái này, bao nhiêu thị nữ muốn cầm còn không có môn kia tử đâu. Cái này hà công tử vừa lên đến liền đem nàng tiền lương lật ra 50 lần. Mỗi tháng một tiền bạc, ta là lão bản cha hắn. Mỗi tháng năm tiền lượng bạc, ta nói lão bản nói xấu. Mỗi tháng hai lượng bạc, công ty là nhà ta. Mỗi tháng 10 lượng bạc, công ty mục tiêu chính là ta mục tiêu. Mỗi tháng 100 lượng bạc, Hà Công Tử là bài hát, là ấm, là thế gian duy nhất chân thần truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Hồng Sa không nói hai lời cho Hà Vân Tiêu Quỳ, nô tài bái tạ công tử đại ân. Hệ thống mặc dù lười biến, không có bắn ra độ thiện cảm biến hóa giao diện, nhưng lại lập tức đổi mới Hồng Sa bản thuộc tính. Tính danh, Hồng Sa. Độ thiện cảm, 100. Nhắc nhở, không phải nữ chính, đã hướng dẫn, túc chủ thu hoạch được một vị tâm phúc thủ hạ. Kịch bản định vị, nhân vật phản diện tùy tùng. Trung thành giá trị, 100. Tốt gia hỏa, nguyên lai like có thể công sơ lược là ý tứ này. Không phải nữ chính định vị nhân vật, bị hướng dẫn sau biến thành có trung thành giá trị tùy tùng. Hệ thống. Đoán sai. Tào. Được rồi, dù sao ta cũng không dựa vào hệ thống ăn cơm, yêu sai sai đi. Đã hồng sa trung thành giá trị đã đi tới 100, kia Hà Vân Tiêu cũng liền không cùng nàng che giấu. Hồng sa cô nương. Nô tài tại. Ta muốn giao cho ngươi một hạng gian khổ nhiệm vụ. Từng nô tài là công tử xông pha khói lửa không chối từ hà vân tiêu gật đầu nói được thực không dám giấu giếm, ta dự định cưới mấy vị cô nương nhưng vấn đề ngay tại cái này có chút cô nương hiện tại còn không thể lẫn nhau chạm mặt vừa chạm mặt liền sẽ xảy ra chuyện cho nên chỗ lấy công tử muốn cho nô tài giúp ngài coi chừng một vị gặp hồng sa khoảnh khắc rõ ràng chính mình ý tứ hà vân tiêu vui vẻ nói đúng vậy người giúp ta coi chừng vị kia thông minh nhất khó khăn nhất làm phạm tử nhược Chương 280, ta Hà Vân Tiêu muốn. Hồng Sa tự nhiên là nghe qua Phạm Tử Nhược. Vị này, thế nhưng là có Doãn Kinh Bốn Hoa một trong, Doãn Kinh đệ nhất tài nữ, Vũ Hà tiên sinh, lấy làm ngang nữ tử đại nho các loại danh hào Phạm Tử Nhược. Càng là thượng lưu phạm vi, Phạm Tử Nhược thanh danh liền càng lớn. Đặc biệt là người đọc sách phạm vi, thanh danh của nàng cùng lực ảnh hưởng cực lớn. Trước đó có cao vị quan viên đến vải Giang Nam Dịch mua sắm, Hồng Sa liền nghe bọn hắn nói, vị này tiểu thư nhà họ Phạm là có cơ hội làm hoàng hậu cô nương, Nàng tính tình mặc dù nhạt, mọi thứ không tranh, lại xem thường không được. Nếu không phải Hà Vân Tiêu nói tới, liền Hồng Sa cũng không nghĩ tới, vị này nước tề học sinh trong lòng tiên tử đồng dạng cao không thể chạm nhân vật, thế mà cũng bị hắn thu vào trong lòng rồi. Hà công tử, thế nhưng là Vũ Hà Phạm tử nhược. Đúng a, à, chính là nàng, thế nào? Hồng Sa giống xem quái vật đồng dạng xem Hà Vân Tiêu, khóe miệng co giật nói, không có gì. Được, vậy ta nói cho ngươi muốn làm gì. Ngươi chỉ cần chui vào phạm phủ, tại bên người nàng đợi trong ngày thường an tâm làm việc không cần phải để ý đến khác cũng không cần hướng ta báo cáo nhưng đến thời khắc mấu chốt ngươi nhất định phải xuất thủ giúp ta ngươi biết rõ cái gì thời điểm là thời khắc mấu chốt sao hồng sa gật gật đầu nói nô tài biết rõ thời khắc mấu chốt chính là công tử hắn nữ nhân hắn muốn cùng phạm tử nhược chạm mặt thời điểm còn có công tử có thế chiếm phạm tử nhược tiện nghi thời điểm cũng là thời khắc mấu chốt cái gì gọi là chuyên ngành a à, cái này kêu là chuyên ngành Hạ Vân Tiêu xưa nay không là người hẹp hòi, hắn tại chỗ móc ra một trăm lượng ngân phiếu phóng trên tay Hồng Sa, thấm thiế vỗ vỗ Hồng Sa bả vai, ta cái này mạng nhỏ, liền kết giao trên tay ngươi. Nô tài Minh Bạch, ngươi tìm cơ hội trà trộn vào Phạm Phủ đi, cần ta giúp ngươi sao? Hồng Sa lắc đầu, không cần. Công tử chỉ cần nói cho Hồng Sa muốn làm gì, Hồng Sa dốc hết toàn lực cũng sẽ giúp công tử ngồi vào. Thỏa, ngươi đi đi. Rõ. Không thể giúp Nam Châu lão bà thay quần áo vậy lần này vải giang nam dệt hành trình lập tức trở nên tẻ nhạt vô vị ngược lại là nam châu lão bà chơi đến rất vui vẻ nhìn thấy thật nhiều mới lạ đồ chơi còn mua mấy kiện quần áo xinh đẹp vải giang nam dệt quần áo là cần theo dáng vóc định chế sửa đổi phần mà nam châu lại là ở tại hoàng cung căn bản không có cách nào lưu lại thu hàng địa chỉ chỉ có thể nhường vải giang nam dệt người đưa đi hầu phủ bất quá hạ vân tiêu mỗi ngày đều muốn đi hoàng cung tìm nam châu uống thuốc kể từ đó đưa đi hầu phủ cũng là không quan trọng Hà Vân Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, Nam Châu lão bà là mắt trần có thể thấy vui vẻ. Tay nhỏ lôi kéo bàn tay lớn lắc nha lắc, bên trong miệng khẽ hát, liền đi đường cũng không tốt tạm biệt, nửa đi nửa nhảy. Nhu nhi, cao hứng như vậy. Ừm. Vậy ngươi tiếng kêu ca ca để cho ta cũng vui vẻ một cái. Mới không? Đâm đầu đi tới một người xa lạ, gặp này cơ hội, Hà Vân Tiêu thuận thế ly khai Nam Châu lão bà một cm cự ly. Mạnh thanh nhu tại chỗ lúng cuống thính phong lâu cũng không phải lệch bình dân hướng bắc hướng thương nghiệp đường phố đến thính phong lâu đi dạo không phú thì quý nếu không chính là trên giang hồ nhân vật hung ác đến mua độc dược cái chủng loại kia đâm đầu đi tới người kia chính là hung thần ác sát quả thực đem mạnh thanh nhu dọa cho phát sợ ly khai hà vân tiêu là tuyệt đối không được chỉ có dính sát hắn mới dám ra dạo phố hà vân tiêu ly khai mạnh thanh nhu một cm về sau nàng lập tức phi thường chủ động áp vào trên người hắn cái gì trưởng công chúa bi nghi cái gì nam nữ hữu biệt cái gì Hà Vân Tiêu sắc phôi, tại xã sợ trước mặt hết thảy không tồn tại. Một tay cùng Hà Vân Tiêu bàn tay lớn 10 ngón đang sen, một cái tay khác gắt gao ôm lấy Hà Vân Tiêu cánh tay. Toàn bộ thân thể cũng dùng sức hướng Hà Vân Tiêu trên thân dáng đi qua. Mạnh Thanh Nhu chỉ lo cúi đầu, co lại vai, căn bản không dám nhìn cái kia hung thần ác sát người xa lạ. Mặc dù người kia cũng không nhất định liền làm qua cái gì chuyện xấu. Hà Vân Tiêu đương nhiên sẽ không buông tha nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội, Nhu Nhi, gọi ca ca. Ca ca hiện tại ngoan à nha. Ừm. Mạnh Thanh Nhu liều mạng gật đầu. Hà Vân Tiêu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Khóc ngao. Đừng nhìn Nam Châu lão bà hiện tại nghe lời, một hồi trở lại lân huyên cung, nên như thế nào còn thế nào dạng. Bất quá, coi như nàng ưa thích cáo kỉnh lại có thể sao dạng đây. Tự mình lão bà, lại nháo tính tình, không phải là đến dỗ dành, dỗ xong tiếp tục sủng ái. Bỏ mặt là Nam Châu, tử nhược, vô ưu, âm vận, vẫn là sở sở, muốn lấy được một vị nữ chính, nhưng nàng đem trong lòng chỗ sâu nhất vị trí cho ngươi đưa ra đến, sau đó đem thân thể nộp, cho ngươi sinh em bé, cho ngươi giúp chồng dạy con, nào có dễ dàng như vậy. Không phải hao hết thiên tân vạn khổ không thể. Vừa ra thính phong lâu cửa lớn, Hà Vân Tiêu lại đúng lúc gặp được một vị người quen. Đoạn Đao giúp nhỏ ban chủ bàn sách. Người này nhắc tới cũng xem như Hà Vân Tiêu đồng môn, dù sao ngồi qua một gian phòng học, đều là tử nhược lão bà học sinh. Chỉ bất quá, hiện tại lúc này không giống ngày xưa, đã từng là đồng môn Hà Vân Tiêu, lắc mình biến hóa biến thành bàn sách sư nương, bởi vì Phạm Tử Nhược xem như sư phụ hắn. Hôm nay bàn sách, cùng khi đó trên đường nhìn thấy bàn sách có khác biệt lớn. Ngay lúc đó bàn sách còn tính là một vị anh Tuấn thiếu niên. Mà bây giờ, lại cùng anh Tuấn cùng thiếu niên hai từ không chút nào liên can. Cả người hắn gầy còn rất nhiều, sắc mặt vàng như nến, sắc mặt rất kém cỏi, còn có mắt quần thâm. Liền liền bước chân cũng phù phiếm rất nhiều, tự hồ là bị nội thương. Bàn sách Hà Vân Tiêu vốn không muốn quản hắn, nhưng cái này tiểu tử tâm địa không xấu đối tử nhược lão bà còn tính là tôn trọng nhìn xem tử nhược lão bà trên mặt mũi lễ phép chào hỏi đi là hà công tử a bàn sách buồn bã yểu xìu nói ngươi đây là a à, ta lên lầu thỉnh đại phu xem bệnh bàn sách giải thích nói nếu bàn về xem bệnh bên cạnh mình liền có một vị gan nhỏ như chuột lại xinh đẹp thiên tiên tuyệt thế thần y có thể chẳng lẽ vừa có người sinh bệnh liền phải nhường nam châu xuất mã sao Khi nước tề cái khác thầy thuốc là làm ăn gì tốt vậy ngươi đi đi Hà Mỗ không quấy rầy. Hà Vân Tiêu cùng bàn sách hàng huyên một câu, nhân tiện nói cáo từ. Kết quả đuổi quay người lại, liền nghe bàn sách vội vàng nói, Hà Công Tử dừng bước. Không biết Hà Công Tử có thể giúp tiểu đệ một chuyện. Hà Vân Tiêu cao mày nói, chuyện gì? Công Tử có thể hay không mượn tại hạ 50 lượng? Bàn sách đối Hà Vân Tiêu không người nói. Hà Vân Tiêu nhào gấp lông mày. Chuyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay bàn sách đường đường đoạn đao giúp nhỏ ban chủ, bây giờ, thậm chí ngay cả 50 lượng cũng không bỏ ra nổi sao. Đoạn đao giúp nói như thế nào, cũng là một cái có một vị cửu phẩm võ giả, ba vị bác phẩm võ giả, hơn 10 vị thất phẩm võ giả đại ban phái. Chí ít tại Doãn Kinh xem như làm cho trên danh hào giang hồ thế lực. Bàn sách, trong nhà người lại xảy ra chuyện lớn. Bàn sách thở dài nói, một lời khó nói hết. Công tử nếu không thuận tiện. Lúc này, Hà Vân Tiêu đại não phi tốc suy nghĩ, hắn đang phán đoán đoạn đao giúp phải chăng có thu phục khả năng cùng thu phục giá trị. Mình bây giờ có đại tệ ngân hàng, cũng không thiếu tiền, mặc dù còn chưa tới có thể cùng truyền thống đồng tiền lớn trang vật tay trình độ, nhưng ít ra nuôi một chút võ giả là có thế nuôi nổi. Tự mình có tiền, thiếu thế lực. Đoạn đao giúp có thế lực, thiếu tiền, hơn nữa còn hãm sâu nhanh hủy diệt nguy cơ ở trong. Hệ thống, cho ta xem bàn sách độ thiện cảm. Tính danh, bàn sách. Nhắc nhở, không phải nữ chính, có thể công sơ lược. Quả nhiên, cái này cậu hệ thống là cái lão song tiêu cẩu, cực kỳ trọng nữ kinh nam. Nói độ thiện cảm biểu hiện đẳng cấp theo trong tiểu thuyết kịch bản định vị chia làm 3 loại. Đệ nhất loại chính là nữ chính cấp, tin tức biểu hiện đến rất toàn bộ, còn có các loại hướng dẫn ban thưởng. Loại thứ hai là nữ phối, nam chính cấp, cái biểu hiện danh tự cùng độ thiện cảm. Thứ ba loại là nữ người qua đường, nam xứng cấp, chỉ có danh tự. Hiện tại hệ thống đối bàn sách cho thấy tính danh, đó chỉ có thể nói bàn sách tại nguyên trong tiểu thuyết, xem như nam xứng cấp bậc nhân vật, lấy hà vân tiêu lão thư trùng trực giác phán đoán cái này bàn sách khẳng định là cùng loại nhân vật chính tiểu đệ các loại định vị cho nhân vật chính trang bức vai phụ dùng hiện tại bởi vì chính mình còn sống kịch bản hướng đi cải biến bàn sách cùng sở phàm không có chút nào gặp nhau sở phàm thậm chí còn gia nhập đoạn đao giúp mặt đối lập thiết ưng bang đoạn đao giúp lâm vào nguy cơ tự mình lại có giải quyết nguy cơ năng lực đây là thiên ý hà vân tiêu nhớ tới mệt mỏi khương tỷ tỷ nhớ tới khương tỷ tỷ trên người thu thiền nắm đấm đã cứng rắn sang bằng nước yến trăm vạn hùng binh, từ đây cắt ra bắt đầu sáng tạo. nhân vật chính không muốn đoạn đao giúp, ta hà vân tiêu muốn. nhân vật chính không cứu người giang hồ, ta hà vân tiêu cứu được. nhân vật chính bỏ mặt chuyện bất bình, ta hà vân tiêu quản. bàn sách. thời khắc này hà vân tiêu lạ thường bình tĩnh. a, à. ta cho ngươi mượn một vạn lượng.